Một đêm mưa gió bão bùng, chàng trai số hưởng này vô tình nhặt được một cỗ máy thời gian siêu to khổng lồ. Trong cỗ máy thời gian còn có cả một cuốn sách hướng dẫn sử dụng vô cùng chi tiết. Anh chàng quyết định làm một chuyến du hành thời gian cho biết đây biết đó. Tại năm 2037, anh đã nhìn thấy một thảm kịch vô cùng kinh hoàng. Sau khi nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó, anh chàng quyết không thể khoanh tay đứng nhìn. Bởi lẽ anh là một nhà báo đại diện cho sự chính trực, công bằng, liêm khiết. Công việc của anh là đi tìm sự thật, giúp đời giúp người. Vì để được người dân trong làng đồng ý cho mình ở lại, anh đã giả là một nhà tiên tri khá ra gì và này nọ. Thấy mọi người có vẻ không tin, chàng trai khua tay múa chân rồi cho biết khoảng chừng là 30 giây nữa thôi sẽ có ba cô gái trẻ trung xinh đẹp chạy tới đây la hét ầm ĩ vì phê keo dính. Tất cả những người có mặt nghe xong đều ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Thế nhưng họ đều cho rằng chàng trai trước mặt đang ăn nói xả lơ. Ai mà có ngờ 30 giây sau những gì xảy ra trước mắt bọn họ lại giống y xì đúc những gì chàng trai vừa nói. Hae Jun là tên của chàng trai này. Hae Jun là một người không biết giữ bí mật là gì. Anh không những không giấu kín trải nghiệm tuyệt cả là vời này mà còn hào hứng kể cho đám trẻ bên đường. Trẻ con bây giờ cũng khôn lắm chứ đâu có đùa. Chúng nó nào có tin câu chuyện ba sàm ba lắp của Hae Jun. Nhỏ mà có võ chứ đâu phải nhỏ mà có ngốc. Đám trẻ còn nghĩ ông chú này nhất định thần kinh lung linh, không thể nào là người bình thường. Mới ra tù, gã đàn ông râu ria xồm xoàm kia lập tức tới điểm đã hẹn gặp Hae Jun. Trước khi sự thật bị phơi bày ra ánh sáng, Hae Jun vẫn muốn hỏi hắn một câu. Lần này nếu không nhờ có Hae Jun dùng sự thật làm mồi nhử thì có lẽ hắn đã bỏ mạng trong tù. Hae Jun đã nói ra những gì anh nhìn thấy khi xuyên không tới năm 2037. Đúng một năm trước khi Hae Jun định về hưu non. Khi đó Hae Jun chỉ tò mò muốn biết cuộc sống của mình sau này sẽ đi đâu về đâu. Thế nhưng đón chờ Hae Jun lại là một thảm họa. Nếu không có gì thay đổi thì chỉ một năm sau là Hae Jun sẽ ngỏm củ tỏi. Mà kẻ tiễn Hae Jun về nơi chín suối chính là hung thủ thật sự của vụ thảm sát làng Gu Jong năm xưa. Không những vậy, người được coi là hung thủ lại ngỏm trước khi được tại ngoại. Chính vì vậy Hae Jun mới dám khẳng định người đàn ông trước mắt hoàn toàn vô tội. Nói đoạn Hae Jun lấy ra một hộp diêm. Đây là tất cả những gì hung thủ để lại tại hiện trường gây án. Vì không muốn đi chầu trời quá sớm, Hae Jun quyết định xuyên không về quá khứ đi tìm sự thật. Hae Jun tin người đàn ông trước mặt anh cũng rất muốn minh oan cho bản thân. Chính vì vậy Hae Jun quyết định cùng người này bắt tay hợp tác. Không biết vô tình hay cố ý, một hộp diêm tương tự cũng xuất hiện trước mặt Jun Jung. Jun Jung là một cô nàng biên tập, một trợ lý nhỏ cho một nhà văn nổi tiếng tên Go Mi-suk. Mi-suk bên ngoài hiền lành tri thức nhưng bên trong lại hống hách vô cùng. Đã vậy Mi-suk còn là một người tự cao tự đại, miệng nam mô bụng bồ dao găm. Hơn hết tay nghề viết lách của Mi-suk cũng chẳng ra làm sao. Mỗi lần Mi-suk ra bản thảo, Jun Jung đều phải sửa muốn chết đi sống lại mới có thể xuất bản. Suốt cả một ngày Jun Jung phải bám theo Mi-suk. Vì quá bận rộn với công việc nên Jun Jung không có thời gian ở bên mẹ. Một ngày nọ, Jun Jung cùng Mi-suk tới trung tâm thương mại mua sắm. Jun Jung vất vả xách túi lớn túi nhỏ giúp sếp. Thi thoảng các quầy hàng sẽ có một vài chương trình khuyến mãi. Lúc đó trung tâm thương mại sẽ sôi động như quầy rau buôn bán ngoài chợ. Mẹ Jun Jung cũng là một trong những quý bà tới đây săn hàng giảm giá. Bởi vì tranh giành hàng hóa mà bà bị người khác đẩy ngã sóng xoài. Jun Jung đang định chạy lại đỡ mẹ thì bị Mi-suk đứng cạnh cười khẩy. Người có thể nghèo nhưng không thể mất mặt như vậy. Những người có cuộc sống như vậy thật sự không còn gì đáng thương hơn. Đúng lúc này mẹ Jun Jung nhìn thấy con gái mình. Bà còn chưa kịp gọi thì Jun Jung đã chạy đi mất hút. Mẹ Jun Jung thất vọng lê từng bước chân mệt mỏi về nhà. Sau khi hoàn thành công việc, Jun Jung lại thấy mẹ đang đi trên đường. Thế nhưng cho dù Jun Jung có gọi khản cả tiếng thì mẹ cũng không đáp lời. Jun Jung bất chấp dòng xe tấp nập qua lại lao như bay qua đường. Thấy con gái liều mạng như vậy, mẹ Jun Jung rất lo lắng. Sau đó bà lấy ra một đôi giày mới tặng Jun Jung. Một đôi giày tốt sẽ đưa ta tới những nơi tốt đẹp. Vì quá xấu hổ khi phải thay giày giữa đường như một đứa trẻ, Jun Jung hét ầm lên. Jun Jung cảm thấy từ nay về sau mẹ không cần phải quan tâm đến những việc nhỏ nhặt như vậy. Jun Jung muốn mẹ quan tâm đến bản thân nhiều hơn. Trên người mẹ Jun Jung là một chiếc khăn đeo tận hơn chục năm trông cực kỳ quê mùa. Nụ cười của mẹ lập tức biến mất. Sau khi cất đôi giày cũ, bà liền quay lưng rời đi. Trước khi đi, bà chỉ để lại một câu. Từ nay về sau bà sẽ không quấy rầy Jun Jung nữa. Bởi vì câu nói này mà lần đầu tiên Jun Jung cảm thấy có chút tội lỗi với mẹ. Jun Jung tâm tình khó chịu lần đầu tiên từ chối cuộc gọi từ Mi-suk. Đêm đó Jun Jung nhận được một tin xấu. Cảnh sát phát hiện mẹ Jun Jung đã ngỏm củ tỏi dưới sông. Trên bờ chỉ còn sót lại đôi giày cũ cùng lá thư tuyệt mệnh. Jun Jung vô cùng ân hận về những hành động mình đã làm nhưng đã quá muộn. Nhìn thi thể mẹ lạnh cóng trong nhà xác, Jun Jung không nhịn được mà bật khóc nức nở. Trong khi đang đau buồn tột độ, Jun Jung lại nhận được tin nhắn thông báo đuổi việc từ Mi-suk. Đúng là đời mà đã sầu lại càng sầu thêm. Jun Jung không chút do dự thẳng tay xóa đoạn tin nhắn đó. Đúng lúc này lại có người gọi điện báo tin ông bố nát rượu của Jun Jung lại đang làm loạn. Dường như đã quá quen với những chuyện như vậy, Jun Jung kêu đối phương gửi số tài khoản cô sẽ gửi tiền bồi thường. Tối đó Jun Jung ngồi bên dòng sông nơi mẹ cô qua đời đọc bức thư tuyệt mệnh. Jun Jung đột nhiên nhìn thấy một bao diêm. Cô tò mò mở ra xem, phát hiện bên trong có một mảnh giấy đã bị ngâm trong nước. Cố gắng lắm Jun Jung mới nhìn được chữ sách. Những chữ còn lại cô không tài nào dịch nổi. Đúng lúc này ông bố nát rượu của Jun Jung xuất hiện. Jun Jung vừa nhìn thấy bố liền nổi giận đùng đùng. Trước khi ra đi mãi mãi, mẹ Jun Jung đã gọi chồng mấy lần nhưng lần nào ông cũng không nghe máy. Người phụ nữ đáng thương vất vả cực khổ cả cuộc đời, đến cuối cùng cả chồng và con gái đều không quan tâm đến mình. Phải bất lực cùng cực như thế nào bà mới nghĩ quẩn như vậy.
Jun Jung cực kỳ tự trách. Nếu có thể quay về quá khứ, Jun Jung nhất định sẽ ngăn cản mẹ không kết hôn với bố. Nói xong, Jun Jung khóc lóc quay người bỏ đi. Cô thất thểu bước từng bước trên con đường núi. Trên cổ cô đeo chiếc khăn mẹ vẫn thường đeo. Cứ như vậy, Jun Jung vô thức đi qua đường hầm. Mà đường hầm này chính là lối đi của cỗ máy thời gian. Bên này, Hae Jun muốn quay trở lại năm 1987. Khi đạp ga phóng xe với tốc độ cực cao, Hae Jun chợt nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ trước mặt. Nhưng chiếc xe không thể dừng lại. Hết cách, Hae Jun đành bẻ lái. Thời khắc đụng chúng, Jun Jung cỗ máy thời gian cứ như vậy kéo theo cô quay về quá khứ. Sau khi tỉnh dậy từ cơn mê man, Jun Jung tiếp tục đi về phía trước. Lúc này cô bỗng phát hiện khung cảnh xung quanh có gì đó sai sai. Jun Jung đứng ngây ra nhìn vào một tấm băng rôn. Trên đó có viết rõ thời gian là năm 1987. Jun Jung không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô lập tức rút điện thoại ra tìm tín hiệu. Jun Jung không tin vào những điều vô lý như du hành xuyên thời gian không gian này. Trong khi đang lang thang với chiếc điện thoại di động trên tay, cô chợt nhìn thấy mẹ mình hồi trẻ. Jun Jung đứng hình khoảng chừng là 5 giây. Cô nhanh chân đuổi theo mẹ nhưng đã bị ai đó kéo lại. Hae Jun đưa Jun Jung tới một con hẻm nhỏ. Mặc dù có chút lo lắng nhưng Hae Jun vẫn cẩn thận giải thích đầu đuôi cho Jun Jung nghe. Bọn họ thực sự đã xuyên không trở về năm 1987. Nhưng vì tai nạn xảy ra khi đi qua đường hầm nên cỗ máy thời gian đã bị hỏng. Nói đơn giản chính là hiện giờ bọn họ không thể quay lại thời đại ban đầu. Jun Jung ngạc nhiên che miệng ú ớ không nói nên lời. Hae Jun vốn tưởng Jun Jung đang khóc. Khi Jun Jung hạ tay xuống mới biết cô đang cười vui sướng đến nỗi rơi nước mắt. Hae Jun nhìn mà chẳng hiểu cái mô cái tê gì. Jun Jung chạy đuổi theo mẹ đến một câu lạc bộ. Mẹ Jun Jung còn trẻ mặc váy ngắn ngại ngùng bước vào. Jun Jung không do dự lập tức chạy theo vào trong. Dù ở thời đại nào đi nữa thì không khí trong các câu lạc bộ hộp đêm vẫn cháy hơn bao giờ hết. Đám bạn của mẹ vừa bước vào đã hào hứng lên sàn nhảy. Chỉ có mình mẹ Jun Jung đi vào nhà vệ sinh để bình tĩnh lại. Jun Jung vào nhà vệ sinh tìm mẹ. Jun Jung không dám tin mẹ thở còn trẻ đang đứng trước mặt mình. Jun Jung đưa tay véo nhẹ má đối phương. Cảm giác mềm mại truyền đến đầu ngón tay khiến cô kinh ngạc. Jun Jung thốt lên, nước mắt ngay lập tức rơi như mưa. Cô lao tới ôm chầm lấy mẹ luôn, miệng nói mình đã sai. Jun Jung hứa sẽ không bao giờ ngang bướng, sẽ không bao giờ cãi nhau với mẹ nữa. Cô càng không dám chê bộ dạng quê mùa của mẹ khiến mình mất mặt. Jun Jung khóc lóc khàn cả tiếng khiến Sun E còn tưởng mình gặp phải biến thái. Sun E cẩn thận nhìn chằm chằm Jun Jung, vết thương trên trán cùng với biểu cảm vừa khóc vừa cười. Đã vậy miệng còn không ngừng liên tục gọi cô là mẹ. Sun E cho rằng cô gái trước mặt đang phê thuốc. Nghĩ đến đây, Sun E cũng bị suy đoán của mình dọa cho một phen, hoảng hốt, Sun E vội vàng chạy khỏi nhà vệ sinh. Trùng hợp là cảnh sát đột nhiên xông vào kiểm tra đột xuất. Phía cảnh sát bắt hết những bạn trẻ chưa đủ tuổi vị thành niên. Đúng lúc này, Sun E ngơ ngác bước ra. Đám bạn của cô đã bị tóm sạch. Cảnh sát Baek Jong Sik lại nhìn chằm chằm về phía Jun Jung. Hae Jun xuất hiện như một vị thần giải cứu hết các nữ sinh bao gồm cả Jun Jung. Baek Jong Sik đương nhiên không đồng ý. Anh hùng hổ đến trước mặt Hae Jun đối chất. Hae Jun biết vị cảnh sát này. Nhiều năm sau, Hae Jun đã từng tới thăm Jong Sik. Từ sau vụ án khiến nhiều người trong làng đi về nơi chín suối cùng vô số người mất tích, Jong Sik đã từ chức sống mai danh ẩn tích gần 30 năm. Hai người bốn mắt nhìn nhau không ai chịu nhượng bộ. Mãi cho tới khi hiệu trưởng tới, Jong Sik mới nể mặt mà thả đám nữ sinh kia. Sun E cũng bị bố kéo tay về nhà. Jun Jung trước mắt chỉ có thể đi theo Hae Jun. Hae Jun trách mắng Jun Jung không biết nguy hiểm dám chạy lung tung tại một nơi xa lạ. Nếu không có Hae Jun kịp thời xuất hiện, e rằng Jun Jung phải dùng cuộc đời còn lại chăn kiến trong tù vì không có chứng minh thư chứng minh thân phận. Bởi lẽ ở thời đại này, người không có chứng minh thư sẽ bị coi là gián điệp. Jun Jung vốn muốn giải thích cô kích động như vậy vì đã nhìn thấy mẹ, nhưng lời nói tới cổ họng lại nuốt ngược trở lại. Jun Jung chất vấn Hae Jun là ai, vì sao anh lại đâm cô khiến cô bị kéo về quá khứ. Hae Jun nghĩ một lúc, sau đó quyết định trực tiếp đưa Jun Jung đến hiện trường nơi cỗ máy thời gian bị tông hỏng. Jun Jung như được mở mang tầm mắt kinh ngạc không thôi, nhưng Hae Jun nghĩ mãi cũng không hiểu. Khi cỗ máy thời gian xuyên qua đường hầm, thông thường sẽ trở nên trong suốt vô hình, về cơ bản không thể đụng chúng thứ gì khác được. Lẽ nào trên người Jun Jung có thứ gì đó có thể giúp cô xuyên không? Jun Jung tự nhìn lại bản thân từ đầu tới chân một lượt. Đôi giày rõ ràng là hôm nay mới mua. Jun Jung lập tức phản bác, có thể là do Hae Jun đã làm gì đó mới vô tình phát sinh chuyện ngoài ý muốn này. Chẳng hạn như Hae Jun đã nghe nhạc hoặc trả lời điện thoại khi đi qua đường hầm. Lời nói khiến Hae Jun ngay lập tức câm nín. Hae Jun cảm thấy có chút tội lỗi bởi khi xảy ra tai nạn anh quả thực đã làm hai chuyện này. Khi cả hai đang nói chuyện, một chiếc máy kéo ở phía xa từ từ tiến lại gần. Dân làng thấy giáo viên yêu quý của mình đang gặp rắc rối lập tức nhiệt tình hỗ trợ kéo chiếc xe về làng. Nơi ở của Hae Jun là một căn hộ khá lớn, mặc dù trang trí có hơi đơn giản nhưng phong cách không hề tệ một chút nào. Jun Jung rất ngạc nhiên, không ngờ Hae Jun có một căn nhà lớn như vậy. Đã vậy anh còn là thầy giáo còn được dân làng yêu quý. Hae Jun hoàn toàn có thể không cần quay trở lại thế kỷ 21 vẫn sống tốt. Hae Jun không trả lời, chỉ hứa rằng anh sẽ nhanh chóng sửa lại chiếc xe. Khoảng thời gian này Jun Jung phải ngoan ngoãn ở lại nhà anh, đừng chạy loạn lung tung. Hơn nữa Jun Jung không được phép tùy tiện thay đổi một số chuyện. Nếu quá khứ thay đổi dù chỉ là một chuyện nhỏ cũng sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tương lai. Jun Jung mặc dù ngoan ngoãn gật đầu nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ tới việc phải làm sao để tìm mẹ. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho Jun Jung, đâu vào đấy Hae Jun đến gara chuẩn bị sửa xe. Nhưng kết cấu kỳ lạ của chiếc xe khiến Hae Jun cũng phải bó tay bó chân bó toàn thân.
Hae-jun bất lực nhìn vào thời gian được đánh dấu trên tấm lịch. Chỉ còn vài ngày nữa vụ án đầu tiên sẽ xảy ra ở làng Gujong. Hae-jun nhất định phải đưa Jun-jung quay về trước khi vụ án xảy ra. Sáng sớm hôm sau, ông Lee bố của Sun-e cũng là ông ngoại của Jun-jung sau này bất ngờ gõ cửa nhà Hae-jun. Ông hào hứng kéo Hae-jun đi tham gia đại hội thể thao của làng. Hae-jun bị kéo đi, Jun-jung mới dám ló đầu ra khỏi cổng. Nhưng vừa đi được hai bước, người hàng xóm đối diện nhà Hae-jun cũng đi ra. Người này thế mà lại là Sun-e. Jun-jung vừa vui mừng vừa kinh ngạc. Sun-e đeo trên lưng chiếc ba lô nhỏ, Jun-jung cứ thế lẽo đẽo đi theo cô. Trên đường đi, Sun-e không ngừng quay đầu lại nhìn Jun-jung với vẻ mặt bất an. Cuối cùng khi đến bên sông, Sun-e cũng mở miệng nói chuyện với Jun-jung. Sun-e muốn biết vì sao hôm đó khi đứng trong nhà vệ sinh, Jun-jung lại khóc lóc thảm thương như vậy. Jun-jung không biết nên trả lời như thế nào cho hợp xử lý. Con sông cách đó không xa chính là nơi mẹ Jun-jung đã gieo mình. Thấy Jun-jung vẫn không nói, Sun-e chủ động nói ra tên của mình. Sun-e hy vọng hai người có thể làm bạn. Nhưng Jun-jung làm ơn đừng gọi Sun-e là mẹ nữa, bởi vì nghe vậy rất đáng sợ. Đương nhiên Jun-jung rất vui vẻ đồng ý. Cứ như vậy Jun-jung gọi Sun-e không ngừng. Jun-jung đi theo Sun-e đến cửa hàng nhỏ của gia đình. Hôm nay bố mẹ đã đi tham gia đại hội thể thao, chỉ có mình Sun-e ở nhà trông coi cửa tiệm. Jun-jung đến một góc lấy điện thoại di động ra lén chụp lại bức ảnh mẹ đang chăm chú đọc sách bên cửa sổ. Lúc trước mẹ từng nói hồi trẻ bà có mơ ước trở thành nhà văn. Jun-jung lúc đó nghe còn có chút khinh bỉ. Jun-jung lặng lẽ rời khỏi cửa tiệm, ngồi bên vệ đường không ngừng suy nghĩ. Thứ đã khiến bản thân cô xuyên không đến đây rốt cuộc là gì? Jun-jung chợt nhớ sau khi mẹ qua đời, cô đã từng nói với bố rằng nếu bản thân có thể quay trở về quá khứ, cô sẽ không để mẹ tiếp tục kết hôn với ông, càng không cần phải sinh ra đứa con như cô, bởi vì hai bố con họ chỉ toàn làm cho mẹ buồn lòng mà thôi. Nghĩ đến đây Jun-jung đứng bật dậy. Mẹ kết hôn vào 1988. Có lẽ ông trời đang cho Jun-jung một cơ hội để ngăn không cho bố mẹ đến bên nhau. Khi Jun-jung đang sắp xếp lại mạch suy nghĩ của mình thì một thanh niên đi ngang qua cửa tiệm nhỏ của gia đình Sun-e. Khi Jun-jung quay trở lại đã nhìn thấy mẹ đang đỡ chàng thanh niên trẻ đó. Cậu ta còn nhìn mẹ cười ngớ ngẩn. Kẻ ngốc cũng nhìn ra thanh niên này có ý gì. Jun-jung lập tức bật chế độ cảnh giác. Cô xoay đầu chàng trai về phía mình nghiêm túc hỏi tên cậu ta. Quả nhiên người trước mặt chính là ông bố nát rượu của cô khi còn trẻ. Nói xong Jun-jung lôi cậu thanh niên kia sang một góc. Jun-jung cảnh cáo cậu không được lại gần mẹ mình. Thanh niên hoi mặt cứ ngơ ra chẳng hiểu cái gì đang xảy ra. Cậu đã làm gì sai chăng? Thanh niên kia đương nhiên là không can tâm. Anh còn hùng hồn tuyên bố bản thân nhất định sẽ biểu hiện thật tốt để Jun-jung đổi ý. Phía bên kia Hae-jun đã giành được thứ hạng xuất sắc trong đại hội thể thao, thành công mang về chiếc cúp vàng nổi tiếng lúc bấy giờ. Nhưng về đến nhà lại không thấy bóng dáng Jun-jung đâu. Trong khi đang dọn dẹp giường ngủ, Hae-jun chợt nhìn thấy hộp diêm Jun-jung đánh rơi. Hae-jun cực kỳ kinh ngạc. Anh lập tức mở album ảnh trong điện thoại. Dù mảnh giấy trong hộp diêm của Jun-jung đã bị mờ nhưng dòng chữ trong bức ảnh viết rất rõ. Phụ nữ đọc sách rất nguy hiểm. Khi Jun-jung quay lại cửa hàng, mẹ cô đã bị hội chị em kéo đi từ lâu. Nhân lúc không có ai, Jun-jung liền xem trộm nhật ký của mẹ. Nhưng vừa mở ra, nụ cười trên môi cô lập tức vụt tắt. Bởi vì những gì Sun-e viết trong cuốn nhật ký giống hệt cuốn tiểu thuyết đầu tiên Mi Suk xuất bản năm 19 tuổi. Jun-jung dường như đã hiểu ra điều gì đó, lập tức chạy đi tìm Sun-e. Tới nơi, cô nhìn thấy mẹ bị hội chị em đẩy thẳng xuống sông, còn bọn họ đứng trên bờ phấn khích xem trò vui. Jun-jung lập tức nhảy xuống nước cứu Sun-e rồi đi về phía cô nữ sinh đầu sỏ. Jun-jung thử gọi tên Mi Suk nhưng người trả lời lại là nữ sinh đứng phía sau. Đã vậy Mi Suk còn giả vờ quan tâm Sun-e. Jun-jung cảm thấy cực kỳ ghê tởm. Cô hất mạnh tay Mi Suk ra rồi đưa mẹ về nhà. Jun-jung khuyên mẹ đừng để bị đám nữ sinh kia bắt nạt nữa. Nhưng Sun-e rất ấm ức. Từ nhỏ Sun-e luôn bị các bạn trong lớp cô lập, chỉ có đám nữ sinh kia đồng ý chơi với cô. Nếu đến cả những người bạn này cũng mất thì Sun-e nhất định sẽ sống không bằng chết. Nghe được những lời này, Jun-jung mới tỉnh ngộ. Hóa ra sự cô đơn và trầm cảm của mẹ không phải do cô và bố gây ra. Hóa ra từ khi còn bé mẹ đã có triệu chứng này. Trước khi rời đi, Sun-e cầu xin Jun-jung hãy coi chuyện ngày hôm nay như chưa từng xảy ra. Những chuyện đã và đang diễn ra khiến Jun-jung vô cùng sốc. Jun-jung nói với Hae-jun rằng bản thân chưa thể rời đi. Cô muốn ở lại bầu bạn với mẹ cho đến khi bà ấy không còn cảm thấy cô đơn nữa. Hae-jun im lặng không nói gì, chỉ lặng lẽ bỏ bao diêm trên tay vào túi rồi đưa Jun-jung về nhà. Dù sao thì cỗ máy thời gian vẫn chưa sửa xong nên trong thời gian ngắn bọn họ chưa thể trở về. Đêm đó Jun-jung lòng đầy tâm sự. Cô không ngờ Mi Suk và mẹ mình lại là bạn cùng lớp. Hơn nữa cuốn tiểu thuyết đầu tay của Mi Suk chắc chắn có liên quan đến mẹ Jun-jung. Nhớ lại cảnh tượng mẹ bị đám bạn xấu bắt nạt, Jun-jung tức đến vò đầu bứt tai. Cô không thể cứ thế ngồi yên được nữa. Cô phải thay đổi tất cả, phải lấy lại những gì mẹ đã bị cướp mất. Nếu muốn dễ dàng tiếp cận đám người kia, cách tốt nhất là trở thành bạn cùng lớp với bọn họ. Nghĩ đến đây, Jun-jung lập tức chạy đi tìm Hae-jun. Jun-jung nói rằng bản thân cũng muốn đi học. Hae-jun sốc đến mức đánh rơi cả siêu nước sôi ủng ục xuống đất. Khi nấu mì, trong đầu Hae-jun không ngừng nghĩ đến cuộc trò chuyện với tên hung thủ trước đó. Tại làng Gujong năm đó đã xảy ra một vụ án khiến hai người tử vong cùng một người mất tích. Tất cả đều là nữ sinh trung học. Hae-jun đang trầm tư suy nghĩ làm cách nào để có thể trà trộn vào đám nữ sinh rồi điều tra họ thì Jun-jung bất thình lình đến đòi đi học. Đúng người đúng thời điểm là đây chứ đâu. Khi cả hai đang nói chuyện, bên ngoài bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Hóa ra là anh chàng cảnh sát Baek Jong-sik tới kiểm tra.
Ban nãy khi Jong-sik đang đi tuần thì người phục vụ ở hộp đêm báo tin cô gái sống tại nhà Hae-jun có hành vi vô cùng kỳ quái. Anh chàng phục vụ cảm thấy Jun Jung rất giống gián điệp. Vừa hay khoảng thời gian này bộ công an đang truy quét gắt gao gián điệp. Cửa vừa mở, cảnh sát Jong-sik lập tức xông vào trong đi thẳng đến trước mặt Jun Jung. Bởi vì không có chứng minh thư chứng minh thân phận, Jun Jung bị Jong-sik kéo tay ra ngoài muốn đưa về đồn. Thấy vậy Hae-jun có chút gấp gáp. Anh chỉ đành nhắm mắt nói dối rằng Jun Jung là nữ sinh trung học của trường trung học Hu Jung. Nghe Hae-jun nói vậy, Jun Jung ngay lập tức bày ra bộ mặt ngây thơ. Vô số tội. Cuối cùng Jun Jung cũng thành công trà trộn vào trường. Ngày hôm sau Hae-jun đưa Jun Jung đến trường. Khi sắp bước vào cổng, Jun Jung lại lo lắng. Cô không thể nhớ nổi số chứng minh thư giả của mình. Hae-jun bất lực kéo Jun Jung sang một góc, liên tục nhấn mạnh việc can thiệp thay đổi quá khứ sẽ có kết cục tệ hại như thế nào. Jun Jung kêu Hae-jun cứ yên tâm, bản thân cô sẽ không đi gây rắc rối. Dù không biết mục đích của Hae-jun khi trở về năm 1987 là gì, nhưng Jun Jung tin chắc rằng ý định ban đầu của cả hai đều vì một tương lai tốt đẹp hơn. Hae-jun suy nghĩ một lúc rồi cũng thỏa hiệp. Jun Jung chỉ cần tập trung diễn vai học sinh thật tốt, tan học phải lập tức về nhà. Nói xong Hae-jun đưa Jun Jung đến văn phòng hiệu trưởng để xử lý việc nhập học. Trùng hợp thay, cảnh sát Jong-sik cũng dẫn theo cháu trai tới đây. Cháu của cảnh sát Jong-sik chính là Baek Hee-seop, người sau này sẽ là bố của Jun Jung. Khi Hae-jun và Jong-sik đang làm thủ tục đăng ký nhập học thì Jun Jung và Hee-seop ra ngoài hành lang nói chuyện. Jun Jung trực tiếp nói rằng mình có bố cũng như không và đang sống cùng họ hàng. Nói rồi lại ném cho Hee-seop một cái nhìn sắc lẹm. Hee-seop còn không ngừng nói rằng bố cô chính là một tên cặn bã. Từ nhỏ đến lớn bố chưa từng xuất hiện tại tất cả những sự kiện cần có sự tham gia của bố. Cả ngày ông chỉ quanh quẩn trong quán rượu và đánh nhau với người khác. Hee-seop nghe xong liền mở to hai mắt, không khỏi cảm thán sao trên đời lại có một ông bố tồi như vậy. Jun Jung cười khẩy. Hai người nói chuyện hòa bình chưa được bao lâu, Jun Jung tánh nóng như kem lại bắt đầu động tay động chân. Cô nhéo mạnh tay Hee-seop rồi nghiến răng nghiến lợi cảnh cáo anh tuyệt đối không được phép lại gần Sun-e. Tại thời điểm này trường học được chia thành hai khu nam nữ riêng biệt, vậy nên hai người họ cũng bị tách ra. Vừa bước vào lớp, đập ngay vào mắt Jun Jung chính là khuôn mặt trắng trẻo thanh thuần của Sun-e. Trong một môi trường ồn ào náo nhiệt, chỉ có mình Sun-e vẫn im lặng, cầm trên tay cuốn tiểu thuyết. Sun-e lặng lẽ ngồi đó đọc như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Hiện tại chỉ còn một chỗ trống bên cạnh Sun-e, thế là Jun Jung nghiễm nhiên trở thành bạn cùng bàn với mẹ. Sun-e rất vui vì sự xuất hiện của Jun Jung. Bầu không khí rất nhanh đã bị một giọng nói chanh chua phá vỡ. Nữ sinh đầu sỏ đã đẩy Sun-e xuống sông ngày hôm đó cùng với hai cô bạn đi đến trước mặt Jun Jung. Vừa nhìn liền biết đám người này chẳng phải loại tốt đẹp gì. Jun Jung trong lòng thầm hạ quyết tâm nhất định phải dạy dỗ cho đám nữ sinh không biết trời cao đất dày này một trận, tránh để sau này họ tiếp tục đến làm phiền cô và Sun-e. Jun Jung không nói nhiều, đứng bật dậy không chút sợ hãi nhìn chằm chằm cô nàng đầu sỏ. Thực ra đây là chiêu thức Hee-seop đã dạy Jun Jung trước khi hai người bị phân về lớp. Hee-seop đột nhiên kéo Jun Jung lên sân thượng dạy cho cô chiêu thức tấn công này. Một đứa trẻ không có bố ở bên bảo vệ thì phải có chút năng lực tự bảo vệ bản thân. Khi đối mặt với kẻ địch thì phải chuyển ánh mắt của họ xuống phía dưới, nhân cơ hội đối phương cúi đầu nhanh chóng ra đòn tấn công. Jun Jung áp dụng cách này thành công đánh nữ sinh đầu sỏ chảy máu mũi. Cô ta tức giận hét lớn định lao vào combat thì Mi-suk lại lạnh lùng lên tiếng yêu cầu dừng lại. Mấy người lớn tiếng ồn ào ảnh hưởng tới chuyện học hành của Mi-suk. Bộ ba chỉ có thể tức giận quay về chỗ ngồi của mình. Đúng lúc này tiếng chuông bắt đầu giờ học vang lên. Thầy Hae-jun đẹp trai dạng người bước vào phòng học. Hae-jun đẹp trai hiền lành phóng khoáng và ngay thẳng dường như là hoàng tử trong mộng của tất cả các nữ sinh. Sun-e cũng không ngoại lệ. Cô mê anh thầy giáo như điếu đổ. Jun Jung nghe Sun-e đếm ngược các con số. 5 giây kết thúc, Hae-jun bắt đầu bật chế độ tụng kinh giảng giải liên tục không ngừng. Đợi sau khi thầy giáo nói xong, Jun-e mới nghiêng đầu nói nhỏ với Jun Jung. Thầy Hae-jun ngày nào trước khi vào học cũng làm nhảm những câu này. Mọi người đều nghe đến phát chán. Nhưng ngay cả như vậy, Hae-jun vẫn là anh chàng siêu đẹp trai trong lòng các nữ sinh. Tan học, Jun Jung không biết mẹ đã đi đâu liền đi xung quanh tìm kiếm. Kết quả trong một lớp học bỏ hoang, Jun Jung tận mắt chứng kiến cảnh tượng Mi-suk nhờ Sun-e sửa lại bản thảo cuốn tiểu thuyết. Jun Jung cực kỳ kinh ngạc. Hóa ra dù là quá khứ hay tương lai, các cuốn tiểu thuyết của Mi-suk vẫn luôn được người khác sửa hộ, chả có cái nào là đích thân cô ta tự viết cả. Jun Jung tức giận giật lấy bản thảo Sun-e đưa cho Mi-suk, bên trong toàn là dấu bút đỏ, gần như đã sửa lại toàn bộ. Thù cũ gộp chung với nợ mới, Jun Jung nắm tay Sun-e muốn nói chuyện này cho thầy Hae-jun biết. Ai mà có ngờ đúng lúc này Mi-suk đột nhiên ôm đầu hét lớn, bày ra bộ dạng cực kỳ đau khổ. Sun-e giống như bị sai khiến lập tức hất tay Jun Jung ra chạy đến an ủi Mi-suk. Sun-e còn tự nhận là mình cam tâm tình nguyện giúp Mi-suk sửa bản thảo. Đã vậy Sun-e còn kêu Jun Jung đừng lo chuyện bao đồng. Jun Jung bị sốc không nói lên lời, chả hiểu sao Sun-e lại ngoan ngoãn nghe lời Mi-suk đến vậy. Làm trợ thủ đắc lực phía sau Mi-suk nhiều năm, Jun Jung biết rõ Mi-suk sẽ không bao giờ đối xử chân thành với người được coi là công cụ trợ giúp mình. Vậy nên Sun-e nhất định đã bị thứ gì đó che mắt mới ngoan ngoãn phục tùng như vậy. Jun Jung thề rằng bản thân nhất định phải điều tra rõ sự thật để cứu mẹ thoát khỏi móng vuốt của hổ. Cuối cùng cũng hết giờ học, bởi vì Hae-jun nói sẽ đến lớp đón Jun Jung về nên cô cứ ngồi tại chỗ chờ đợi. Sun-e sợ không dám nói chuyện với Jun Jung, chỉ ôm cặp rụt rè cúi đầu rời khỏi lớp. Mi-suk trước khi ra về cũng cảnh cáo Jun Jung hãy cẩn thận. Nếu là một cô gái bình thường nghe thấy những lời như vậy nhất định sẽ sợ hãi. Nhưng Jun Jung đẹp chứ đâu có ngu.
cô đã không còn là một đứa trẻ nữa. Jun Jung hiểu rất rõ mấy cái mánh khóe bẩn thỉu của Mi Suk. Jun Jung đuổi theo Mi Suk trực tiếp tuyên bố rằng bản thân chẳng sợ cái mợ gì hết. Không chỉ vậy, Jun Jung còn vạch trần bộ mặt giả dối của cô ả trà xanh này. Jun Jung cảnh cáo Mi Suk không được động đến một sợi tóc của Sun E. Mi Suk cười lạnh một tiếng rồi thốt ra câu hóa ra chính là cậu. Đúng lúc này, anh trai của Mi Suk là Min Soo đến đón em gái tan học. Mi Suk lại không thèm để ý tới anh trai, một mình bắt taxi về trước. Min Soo hiểu rõ em gái mình, thủ đoạn của Mi Suk không đơn giản như vậy. Lúc này trời bỗng đổ mưa to, Min Soo nhiệt tình cho Jun Jung đi nhờ một đoạn, thuận tiện nói tiếp về chuyện của em gái mình. Min Soo nói rằng những lời Mi Suk vừa nói lúc nãy không phải là khiêu khích. Mi Suk làm như vậy vì muốn thăm dò tìm ra điểm yếu của Jun Jung. Chỉ cần nắm được điểm yếu của đối thủ, mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng. Khi đó mọi chuyện sẽ nằm trong tầm kiểm soát của Mi Suk. Jun Jung đột nhiên tỉnh ngộ, hóa ra Mi Suk đang chơi chiến thuật tâm lý. Nhưng Min Soo nói ra bí mật của em gái như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Jun Jung vừa hỏi dứt câu liền cảm thấy một lực lớn truyền đến. Min Soo dùng lực đập mạnh đầu Jun Jung xuống thành xe khiến cô ngất trên cành quất. Đợi đến khi tỉnh lại, Jun Jung đã ở trong nhà của Min Soo. Lúc này Min Soo đã lộ ra bộ mặt thật, anh lộ rõ ý đồ xấu với Jun Jung. Cũng may mà vào thời khắc nguy cấp, Hye-jun kịp thời phá cửa xông vào dạy dỗ cho tên khốn này một trận. Hóa ra Min Soo chính là tên hung thủ bị bắt nhầm kia. Mặc dù hắn không phải hung thủ thực sự nhưng cái tính nham nhở là không thể chối bỏ. Khi nãy Hye-jun không tìm thấy Jun Jung ở trong lớp học, Hye-jun lập tức nghĩ tới tên yêu dâu xanh bị bắt năm đó. Vì vậy Hye-jun mới có thể kịp thời chạy đến giải cứu Jun Jung. Hye-jun không chút nương tay, sau khi đấm Min Soo te tua tơi tả, Hye-jun liền gọi cảnh sát. Trở về nhà, Hye-jun còn giúp Jun Jung xử lý vết thương trên trán. Jun Jung cũng rất tò mò tại sao Hye-jun có thể biết mà tới cứu mình. Hye-jun bình tĩnh lấy bao diêm từ trong túi đưa cho Jun Jung. Anh muốn biết vì sao cô có được thứ này. Jun Jung thành thật trả lời. Khoảng một tiếng trước khi bị xe của Hye-jun tông phải ở bên cạnh dòng sông nơi mẹ cô gieo mình, cô đã nhặt được nó. Nghe vậy Hye-jun cũng không hỏi thêm, chuẩn bị đứng dậy về phòng. Không ngờ Jun Jung không ngừng truy hỏi bao diêm này rốt cuộc là gì mà khiến Hye-jun quan tâm đến vậy. Hye-jun đành nói rằng thứ đồ này đối với anh rất quan trọng. Nó chính là mục đích khiến anh xuyên không trở về quá khứ. Chỉ còn 3 ngày nữa vụ án giết người đầu tiên ở làng Gujong sẽ xảy ra. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của Jun Jung cho nên tương lai nhất định cũng đã thay đổi. Năm đó sau khi vụ án xảy ra, cảnh sát bắt được 3 kẻ tình nghi. Ba người này lần lượt là Baek Hee-seop, bố của Jun Jung, Bom Ri-ung, bạn của Hee-seop và Min Soo. Hee-seop đến đồn cảnh sát để cung cấp lời khai. Sau đó anh đến trước mặt Min Soo dặn hắn cứ ở yên trong đó đừng làm gì cả. Chỉ có như vậy thì Min Soo mới có thể được bảo toàn tính mạng. Sáng sớm hôm sau, Hye-jun có việc phải ra ngoài. Anh để lại một tờ giấy nhắn trên bàn kêu Jun Jung sau khi thức dậy thì giúp anh trả lại đồ đã mượn cho dì hàng xóm. Công việc sai vặt này khiến Jun Jung vô cùng hào hứng bởi vì nhà hàng xóm chính là nhà của mẹ cô. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Jun Jung hào hứng xách đồ tới nhà hàng xóm. Kết quả lại nhìn thấy toàn bộ thành viên trong gia đình, từ ông ngoại bà ngoại rồi đến cậu mợ. Jun Jung nở một nụ cười ngượng ngùng. Có gia đình thân thiết hạnh phúc quây quần bên nhau quả thực là một cảm giác tuyệt vời. Bà ngoại tiến tới sờ mặt Jun Jung, không hiểu sao bà rất yêu thích cô gái nhỏ này. Bà nhét hộp cơm tự mình làm vào tay Jun Jung kêu cô sau này ở trường chiếu cố con gái mình thêm một chút. Không có việc gì thì cứ đến nhà họ chơi. Jun Jung trong lòng rất vui vẻ. Hye-jun mới sáng sớm đã ra ngoài chính là để đi tìm Bom Ri-ung. Hóa ra Baek Hee-seop đã từng nhờ Bom Ri-ung gửi thư tình đến cho Sun E. Sau một hồi quan sát, Bom Ri-ung lại tìm đến Jun Jung nhờ cô giúp đỡ. Chỉ là cả hai chưa nói được mấy câu, Bom Ri-ung đã bị Hye-jun xuất hiện đuổi đi. Hye-jun cũng để ý Bom Ri-ung đã nhét thư tình vào hộp diêm, mà hộp diêm này giống hệt hộp diêm hung thủ từng sử dụng. Thực ra mấy ngày nay Hye-jun luôn chú ý theo dõi Bom Ri-ung. Anh phát hiện hắn giấu phong bì gì đó trong tường nhà vệ sinh. Hye-jun đã lén mở ra xem nhưng bên trong trống rỗng không có gì cả. Jun Jung và Sun E cùng nhau đi học. Đi đến nửa đường, Sun E bẽn lẽn nhét vào tay Jun Jung một lá thư. Sun E muốn xin lỗi Jun Jung vì những gì xảy ra ngày hôm qua. Jun Jung mở thư ra xem, mẹ của cô quả nhiên vẫn không thay đổi. Lúc trước mỗi lần hai mẹ con họ cãi nhau, mẹ đều không dám đứng trước mặt cô nói rõ mà dùng thư để trao đổi. Jun Jung đồng ý tha thứ cho mẹ, hai người lại thân thiết như ban đầu. Trên đường đi, Sun E liên tục nói về cuốn tiểu thuyết yêu thích của mình. Ở nhà Sun E không có nhiều thời gian đọc sách, bố mẹ còn có anh chị em, gia đình đông người nên lúc nào cũng ồn ào ầm ĩ. Vì thế ước mơ của Sun E chỉ đơn giản là một ngày nào đó có thể tự do đọc sách và nghe nhạc không bị người khác làm phiền. Jun Jung vừa xấu hổ vừa cảm động. Cô muốn bù đắp cho mẹ. Cô muốn đem tất cả những gì bà đã từ bỏ trả lại hết cho bà. Hôm nay là ngày đi dã ngoại của trường, học sinh nam và nữ ở các lớp cuối cùng cũng có thể gặp nhau. Ai ai cũng rất phấn khích. Trên đường đi, Baek Hee-seop nhiệt tình bắt chuyện với Sun E. Jun Jung thấy vậy vội vàng chạy đến. Nhưng Jun Jung ít vận động nên thể lực kém. Cô chạy mệt bở hơi tai mới đuổi kịp bước chân của hai con người này. Hee-seop mượn cớ nếu đến trễ sẽ bị trách phạt nắm tay Sun E đi trước. Jun Jung bất lực chỉ có thể nằm trên mặt đất thở hổn hển. Bị Hye-jun phát hiện chuyện cô có thể lực kém nhưng cô vẫn cố cãi là cô chỉ dừng lại để ngắm trời. Sau khi tất cả học sinh tập hợp đông đủ thì đến thời gian giải trí. Bởi vì nghe ngóng được rằng Sun E rất thích con trai hát hay, thế là Hee-seop nhà chúng ta đã nhân cơ hội này ôm đàn nhiệt tình biểu diễn một bài.
Anh muốn dùng mê lực trời sinh của mình để tán gái. Màn biểu diễn được tất cả các nữ sinh vỗ tay khen ngợi, trong đó có cả Sun E. Jun Jung không ngờ ông bố nát rượu trong tương lai cũng có một mặt xuất sắc thế này. Khi mọi người đang nhiệt tình cổ vũ cho Hee Seop thì sự chú ý của Hee Jun lại đặt ở nơi khác. Hiệu trưởng cùng với một người phụ nữ từ từ đi đến. Người phụ nữ này là Lee Ju Jung, người sắp đến trường thực tập cũng là nạn nhân đầu tiên của vụ thảm sát sắp tới. Jun Jung nhìn chằm chằm cô giáo Lee. Cô có cảm giác đã từng gặp người này ở đâu đó. Tới giờ ăn trưa, Jun Jung và Sun E đang cùng nhau vui vẻ ăn bento thì một nam sinh bất ngờ đi đến đưa cho mỗi người một hộp diêm. Sun E thuần thục mở hộp diêm lấy ra tờ giấy nhỏ. Jun Jung quay đầu lại nhìn phát hiện trong tay tất cả nữ sinh đều có một hộp diêm như vậy. Hộp diêm trên tay giống hệt cái Jun Jung nhặt được ở bên sông nhiều năm sau. Bên trong hộp diêm cũng có một tờ giấy. Jun Jung không khỏi nghĩ đến Hee Jun. Hee Jun từng nói hộp diêm này rất quan trọng với anh. Điều này chứng tỏ Hee Jun đã biết điều gì đó. Đúng lúc này Hee Jun đi tới. Hai người nhìn nhau thật lâu cho đến khi bị tiếng hét thất thanh của Mi Suk từ xa truyền đến cắt ngang. Chỉ thấy cô giáo Lee chạy đến dịu dàng an ủi Mi Suk. Sau giờ nghỉ trưa, Hee Jun trực tiếp đến gặp cô giáo Lee hỏi cô một vài vấn đề liên quan. Cô giáo Lee nói rằng mình có người thân ở làng Gu Jong nên mới lựa chọn đến đây thực tập. Nhưng Hee Jun biết cô giáo Lee đang nói dối. Cô vốn dĩ không còn bất kỳ người thân nào trên đời. Chuyến dã ngoại kết thúc, các học sinh lần lượt xuống núi. Sun E bất cẩn để quên bình nước nên quay lại để lấy. Trong lúc chờ đợi, Jun Jung đụng mặt Mi Suk. Mi Suk chất vấn có phải chính Jun Jung là người đã khiến anh trai cô phải vào đồn cảnh sát không? Jun Jung lạnh lùng đáp trả. Là do Min Su làm việc bỉ ổi bản thân Jun Jung mới là người bị hại. Vì vậy việc tống Min Su vào tù là lẽ đương nhiên. Nói xong, Jun Jung hỏi ngược lại Mi Suk. Jun Jung muốn biết có phải Mi Suk đang thăm dò điểm yếu của mình hay không? Mi Suk mặt không chút biến sắc thản nhiên trả lời cần gì phải tìm kiếm đâu xa khi chính Jun Jung đã thể hiện rõ mồn một. Điểm yếu của Jun Jung chính là Sun E. Mi Suk biết Jun Jung đang đề phòng mình. Việc Mi Suk có lợi dụng Sun E để trả thù Jun Jung hay không phụ thuộc vào việc cô có tức giận khi anh trai bị tống vào tù hay không. Việc này Jun Jung cứ từ từ mà đoán. Buổi tối trở về nhà, Hee Jun vẫn không ngừng suy nghĩ. Chỉ còn một ngày nữa vụ thảm sát sẽ xảy ra. Hee Jun phân vân không biết có nên nói chuyện này cho Jun Jung biết hay không. Đúng lúc này điện thoại reo lên. Hiệu trưởng thông báo không thể liên lạc được với cô giáo Lee. Hee Jun vội vàng chạy ra ngoài tìm kiếm. Đã lo thì chớ, lại còn nhận được tin Min Su đã được thả tự do. Hee Jun như ngồi trên đống lửa. Trong khi đang chạy trên đường, anh vô tình đụng mặt Jun Jung. Jun Jung vẻ mặt bối rối hỏi liệu cô giáo Lee có gặp chuyện gì nguy hiểm không. Hóa ra Jun Jung đã nhớ ra tại sao cô lại thấy cô giáo Lee quen mắt như vậy. Bởi vì phong cách ăn mặc của cô giáo Lee giống hệt với nhân vật được viết trong bản thảo của Mi Suk. Mà cuốn tiểu thuyết đó là cuốn nhật ký viết lại quá trình sát hại người khác của nhân vật tôi theo góc nhìn của tác giả. Nghe Jun Jung nói như vậy, Hee Jun đứng hình mất 5 giây. Tại sao Jun Jung lại biết cô giáo Lee sắp mất mạng? Jun Jung từ từ lấy bản thảo trong tay ra. Vụ án chưa được phá giải nhiều năm trước hóa ra lại là nguyên mẫu của cuốn tiểu thuyết nổi tiếng. Dựa theo những gì còn sót lại trong trí nhớ, Jun Jung đưa Hee Jun đến bên bờ sông. Tại đây hai người tìm thấy cô giáo Lee đang cuộn tròn trong góc run rẩy lẩy bẩy, dường như cô giáo Lee đang rất sợ hãi. Hee Jun bắt gặp một bóng đen kỳ lạ thập thò sau bụi cỏ cách đó không xa. Anh lập tức vắt chân lên cổ đuổi theo. Ngay khi Hee Jun sắp tóm được hắn thì lại bị xe của Jong Sik vô tình chắn ngang. Chỉ trong chớp mắt, bóng dáng của tên hung thủ đã biến mất vào hư không. Hee Jun sôi máu túm cổ áo Jong Sik chất vấn. Jong Sik đã thả Min Su trước thời hạn thì thôi đi, bây giờ lại còn cản trở anh truy bắt hung thủ. Mặc kệ là vô tình hay cố ý, Hee Jun trực tiếp bày tỏ thái độ ghét Jong Sik ra mặt. Hee Jun lạnh lùng chỉ trích Jong Sik là một cảnh sát hình sự vô trách nhiệm. Hai người họ tốt hơn là đừng bao giờ gặp nhau nữa. Hee Jun không muốn gặp rắc rối vì Jong Sik thêm một lần nào nữa. Nói xong, Hee Jun quay trở lại bờ sông. Lúc này cô giáo Lee đã khôi phục trạng thái bình thường. Đối mặt với sự truy hỏi của Jun Jung, cô giáo Lee chỉ nói mình bị lạc đường, không bị ai bức hại hết. Mặc dù Hee Jun và Jun Jung đều biết rõ cô giáo Lee đang nói dối, nhưng cô vẫn không chịu nói sự thật. Hai người cũng bó tay bó chân bó toàn thân. Hee Jun bèn tương kế tự kế, mặc kệ Lee Ju Jung ở đó, tự mình rời đi trước. Sau đó hai người lại âm thầm lặng lẽ theo dõi cô. Chỉ thấy Lee Ju Jung an toàn trở về phòng trọ giữa đường, không phát sinh chuyện gì bất thường. Hee Jun bất ngờ quay đầu nhìn chằm chằm Jun Jung. Đã đến lúc hai người họ phải thành thật nói ra hết mọi chuyện. Cả hai đến một phòng trà, chính là phòng trà bong bong được ghi bên ngoài hộp diêm. Cả hai chọn một góc nhỏ yên tĩnh rồi ngồi xuống. Hee Jun mở lời trước. Anh giới thiệu bản thân là một nhà báo. Vì để điều tra vụ án giết người hàng loạt ở làng Gu Jong năm 1987 mới xuyên không trở về nơi này. Hai ngày sau chính là thời điểm vụ án đầu tiên xảy ra. Bốn ngày tiếp theo là vụ án thứ hai. Hee Jun còn chưa nói xong, Jun Jung đã nhanh nhảu tiếp lời. Sau đó là vụ án người phụ nữ mất tích. Cảnh sát dựa vào tờ giấy mà nạn nhân để lại suy đoán rằng cô ấy đã bỏ nhà ra đi. Nhưng trên thực tế người phụ nữ đó cũng đã ngỏm cụ tỏi. Hee Jun đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Bởi vì những điều mà Jun Jung nói đều là những tin tức anh chưa từng nghe qua. Vì sao Jun Jung biết được những điều này? Lúc này Jun Jung lấy ra bản thảo của Mi Suk, nói rằng toàn bộ đều là nội dung của cuốn tiểu thuyết. Không ngờ những chuyện này lại đang xảy ra trong thế giới thực. Jun Jung chợt nhớ đến có một điểm mà Hee Jun cần chú ý. Jun Jung kêu Hee Jun lật sang trang bên cạnh. Chính tay Mi Suk đã viết rằng hung thủ sẽ không bao giờ bị bắt bởi vì người đó chính là tôi.
Hae-jun chợt nhớ sau khi bị bắt Min-su một mực chối tội. Hae-jun cũng tin tưởng điều đó, nhưng chỉ dựa vào nội dung cuốn tiểu thuyết cũng không thể khẳng định Mi-suk là hung thủ. Suy cho cùng tiểu thuyết cũng chỉ là những câu chuyện hư cấu. Thế nhưng Jun-jung lại nghĩ ngược lại, nếu Mi-suk thực sự không phải hung thủ vì sao cô ta có thể biết rõ chi tiết vụ án? Nhìn Jun-jung kích động, Hae-jun cảm nhận được một luồng tức giận không hề nhẹ. Jun-jung dùng ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm Hae-jun. Theo những gì Jun-jung biết về Mi-suk thì Mi-suk chắc chắn có thể làm ra những hành động tội lỗi như vậy. Khi Hae-jun đang định hỏi thêm thì giọng nói trong trẻo của Sun-e đột nhiên phát ra từ bàn bên cạnh. Hóa ra Hee-seop đã hẹn Sun-e đi chơi còn luôn mồm nói muốn cầu hôn cô. Jun-jung không nói nhiều, lập tức bật chế độ chiến đấu lao đến tẩn cho Hee-seop một trận không nể nang gì. Lúc này Sun-e lấy trong ba lô ra một bông hoa trả lại cho Hee-seop. Cô thẳng thắn từ chối lời tỏ tình của anh. Sun-e nói rằng cô đã có người mình thích rồi và người đó đang đợi cô ở dưới lầu. Jun-jung và Hee-seop vội vàng ngó đầu xuống nhìn. Đối phương ấy thế mà lại là Bom Ryung. Hai bố con gần như đồng thời kinh ngạc lấy tay che miệng. Hành động này khiến Hae-jun nhận ra điều gì đó. Sau khi Sun-e rời đi, Hae-jun lập tức kéo Jun-jung ra một góc hỏi cho ra nhẽ. Hết cách, Jun-jung chỉ đành ngượng ngùng giải thích Hee-seop và Sun-e chính là bố mẹ ruột của cô. Lý do cô cản trở hai người họ yêu nhau chính là không muốn bọn họ kết hôn. Bởi vì sau này cho dù là chồng hay con gái thì cũng mang đến cho Sun-e sự cô đơn vô cùng vô tận. Cũng chính vì quá cô đơn nên mẹ cô mới nghĩ quẩn. Jun-jung nhặt được hộp diêm kia ngay cạnh nơi mẹ đã gieo mình. Chỉ một buổi tối ngắn ngủi mà Hae-jun đã tiếp nhận được thêm bao nhiêu tin tức lớn. Sau khi trở về nhà, Hae-jun lập tức đi vào phòng sách bắt đầu ôm trán suy nghĩ cẩn thận. Hae-jun quay đầu nhìn chân dung ba kẻ tình nghi, ánh mắt dừng lại trên tấm ảnh của Hee-seop. Sáng sớm hôm sau, Hae-jun đưa Jun-jung đến bên bờ hồ hẻo lánh. Hae-jun cho Jun-jung biết tin ngày mai vụ án đầu tiên sẽ xảy ra. Bên trong hộp diêm phát hiện bên cạnh thi thể có nhét một mảnh giấy với nội dung phụ nữ đọc sách rất nguy hiểm. Ở vụ án thứ hai cũng xuất hiện hộp diêm và mảnh giấy tương tự. Hae-jun cho rằng đó là dấu ấn riêng của hung thủ. Điều kỳ lạ là tại sao thứ đồ này lại xuất hiện bên cạnh nơi mẹ Jun-jung. Gieo mình kết thúc sinh mạng. Hae-jun nghi ngờ ngày Sun-e qua đời bà đã gặp lại tên hung thủ thật sự ở đó. Giờ đây người duy nhất có thể bảo vệ mẹ chính là Jun-jung. Hôm nay là ngày công bố kết quả thi. Người dẫn đầu đương nhiên vẫn là Sun-e nhà chúng ta. Cả cô và Jun-jung đều cực kỳ vui vẻ. Lúc này bộ ba bắt nạt đã nhận được ánh mắt ra hiệu của Mi-suk. Như nhận được mệnh lệnh, họ bắt đầu gây chuyện với Sun-e. Jun-jung đứng chắn trước mặt Sun-e mà không hề sợ hãi. Cô nàng cầm đầu hùng hổ đi lên xé bảng điểm. Hai bên chuẩn bị lao vào đánh nhau, may mà giáo quan kịp thời xuất hiện ngăn cản. Phía bên khu lớp nam sinh kết quả kiểm tra cũng đã có, nhưng trên danh sách chỉ hiển thị thông báo kết quả của một người. Người đứng cuối chính là Bom Ryung. Hee-seop vẻ mặt khó hiểu nhìn chằm chằm cậu ta. Anh không hiểu Sun-e thích cậu ta ở điểm nào. Mặc dù ngày nào Bom Ryung cũng chăm chỉ đọc sách cơ mà xếp hạng vẫn đứng nhất từ dưới lên. Lúc này ánh mắt Bom Ryung chợt hướng về phía xa nơi cô giáo Lee bước ra khỏi lớp học. Bom Ryung nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô giáo rồi ngượng ngùng gãi đầu. Mặc dù Jun-jung rất ghét Mi-suk nhưng cuối cùng vẫn bị Hae-jun thuyết phục. Mi-suk có thể không phải là hung thủ thật sự. Hung thủ có thể là người đàn ông trốn ở bờ sông đêm hôm đó. Hae-jun đã dựa theo mạch quá khứ để đi đến kết luận như vậy. Trước khi mất mạng, cô giáo đã từng tới phòng trà bong bong gặp một người đàn ông đội mũ xanh. Trên đường quay về phòng trọ, cô giáo Lee đã bị sát hại. Mà người đàn ông Hae-jun đuổi theo hôm đó cũng đội một chiếc mũ màu xanh. Hae-jun quyết định ngày mai anh sẽ theo sát Lee Ju-jung. Hae-jun muốn tự mình chứng kiến quá trình phạm tội của kẻ sát nhân. Tuy nhiên vào ngày xảy ra vụ án, sự việc đã thay đổi. Mà người làm xáo trộn mọi thứ chính là kẻ thù không đội trời chung của Hae-jun, cảnh sát Baek Jong-sik. Từ miệng đồng nghiệp Jong-sik biết tin Lee Ju-jung từng có tới tận 3 tiền án tiền sự. Thế là sáng hôm sau, Baek Jong-sik hùng hổ đến trường học muốn bắt người. Nhìn thấy cảnh này, Lee Ju-jung lập tức co giò bỏ chạy. Cô chạy một mạch đến trạm xe buýt ở đầu làng mua vé lên chuyến xe gần nhất. Jun-jung đuổi theo muốn khuyên cô giáo Lee đừng rời khỏi đây, nhưng cô lại hiểu lầm chính Jun-jung và Hae-jun là người tố cáo mình. Vì vậy cô giáo Lee liền cầm dao uy hiếp Jun-jung làm con tin. Đứng trước thời khắc nguy hiểm, Hae-jun kịp thời xuất hiện giải cứu Jun-jung, đồng thời thành công khống chế Lee Ju-jung và giấu cô trong quầy bán vé. Đến tối, Hae-jun đến phòng trà thay Lee Ju-jung ngồi đợi người đàn ông đội mũ xanh xuất hiện. Một lúc sau, một người đội mũ xanh bước vào. Người này thế mà lại là Hee-seop. Khoảnh khắc nhìn thấy Hee-seop, tâm trạng Hae-jun vô cùng phức tạp. Nếu người đàn ông mũ xanh là kẻ sát nhân thực sự của vụ án giết người hàng loạt, vậy đồng nghĩa với việc trong tương lai chính Hee-seop là người đã tiễn vợ mình đi chầu Diêm Vương. Không những vậy, Hee-seop cũng là người tiễn Hae-jun đi chầu Diêm Vương. Nghĩ đến đây, Hae-jun buộc mình phải bình tĩnh lại. Trước tiên cứ để mọi chuyện đêm nay diễn ra theo kế hoạch trước đã. Theo lời kể của Lee Ju-jung thì tối đó cô chỉ đến đây uống trà và đọc sách. Cô không hẹn bất kỳ ai. Thế nhưng người đàn ông đội mũ xanh cứ ngồi trước mặt cô. Hai người lời qua tiếng lại mấy câu rồi cãi nhau. Chính bà chủ quán đã nhìn thấy toàn bộ mọi chuyện. Ngay khi Hae-jun còn đang phân tích, một bóng dáng chợt chạy vụt qua. Bom Ryung ngồi vào vị trí đáng lẽ là của Lee Ju-jung. Vừa đặt mông xuống ghế, Bom Ryung đã bắt đầu hào hứng kể chuyện. Hóa ra Lee Ju-jung là người cộng sản, là người chống đối chính phủ thời đại bấy giờ. Ju-jung từng nhiều lần bị giam giữ, nhưng Hee-seop không quan tâm. Anh chỉ bình tĩnh lấy ra một chiếc nhẫn gỗ đặt lên bàn. Đây chính là thứ mà Lee Ju-jung vẫn luôn đeo trên tay. Thì ra Hee-seop cũng đã phát hiện bí mật của Bom Ryung. Bom Ryung luôn trốn trong nhà vệ sinh nhưng không phải để đi vệ sinh.
Hy Seop tò mò bước vào kiểm tra thì phát hiện chiếc nhẫn giấu đằng sau viên gạch trên tường. Hy Seop nghiêm túc cảnh cáo Bong Ryung đừng có làm mấy chuyện lén lút vớ vẩn này nữa. Nếu Sun E phát hiện chuyện này, cô nhất định sẽ chịu tổn thương. Biểu cảm trên khuôn mặt Bong Ryung nhanh chóng thay đổi một cách kỳ lạ. Cuối cùng Bong Ryung dùng giọng điệu này nỉ cầu xin Hy Seop giữ bí mật giúp mình. Bong Ryung hứa sẽ tự tay trả lại nhẫn cho cô giáo Lee rồi xin lỗi cô ấy. Hy Seop lựa chọn tin tưởng Bong Ryung một lần. Anh đưa lại chiếc nhẫn cho Bong Ryung rồi quay lưng về nhà cùng anh trai. Bong Ryung rẽ sang một con đường khác. Hae Jun cũng rời khỏi phòng trà lặng lẽ đi theo sau Bong Ryung. Điều kỳ lạ là con đường mà cậu ta đi lại chính là con đường đi đến phòng trọ của Lee Ju-jung. Bong Ryung đi bộ đến quán trọ của cô giáo Lee rất thuần thục mà bước vào trong. Khi Hae Jun định đi theo thì đột nhiên một giọng nói quen thuộc phát ra từ con hẻm bên cạnh. Hóa ra là giọng nói của Min-su. Lúc này Min-su đang điên cuồng đánh đập em gái mình. Hae Jun chạy đến đánh ngã hắn. Sau khi xử lý xong chuyện của hai anh em, Hae Jun mới nhanh chóng quay trở lại quán trọ. Vừa hay bắt gặp Bong Ryung từ cửa bước ra. Hy Seop cũng đã đến. Ba người cứ thế sáu mắt nhìn nhau. Cả ba đều ngỡ ngàng trước sự xuất hiện của đối phương. Đầu óc Hae Jun càng thêm rối bời. Ai mà có ngờ ba nghi can của vụ án cộng thêm nhân vật mới là Mi-suk cũng xuất hiện gần phòng trọ. Đương nhiên tối nay Hae Jun không thu được kết quả như mong muốn. Sau khi trở về đối mặt với sự truy hỏi của Jun Jung, Hae Jun chỉ nhẹ nhàng lắc đầu nói rằng mình không nhìn thấy người đàn ông đội mũ xanh. Jun Jung bán tín bán nghi. Hae Jun đã ra khỏi nhà tận 3 tiếng. Nếu không có gì thì sao anh phải mất nhiều thời gian như vậy? Còn chưa kịp hỏi thêm thì bên ngoài đột nhiên có tiếng gõ cửa. Hae Jun ra mở cửa thì nhìn thấy Sun E với vẻ mặt cực kỳ lo lắng. Sun E nghe bố kể lại chuyện hôm nay Jun Jung đã bị cô giáo Lee dùng dao uy hiếp. Sun E lo lắng Jun Jung sẽ sợ hãi đến mức ám ảnh nên muốn rủ Jun Jung sang nhà ngủ chung. Hae Jun ngay lập tức đồng ý rồi thúc giục Jun Jung mau đi qua nhà Sun E. Hae Jun muốn Jun Jung nhân cơ hội này làm hòa với mẹ. Mặc dù Jun Jung có chút do dự nhưng trong lòng vẫn rất vui. Jun Jung vui vẻ đến phòng của Sun E. Căn phòng tràn ngập hơi thở thanh xuân thiếu nữ. Trên tường dán đầy poster của các nam thần nổi tiếng. Trên bàn còn có một chiếc kệ đầy sách. Khắp nơi phản chiếu ánh đèn vàng ấm áp. Cảm giác thật dễ chịu. Sun E ôm chân nằm xuống cùng Jun Jung như ngọ nguậy mãi không ngủ được. Dường như Sun E đang có tâm sự khó nói. Thấy vậy Jun Jung nhiệt tình hỏi han Sun E. Hóa ra Sun E ngoài miệng đồng ý hẹn hò với Bong Ryung nhưng trong lòng lại luôn nghĩ tới Hy Seop. Hôm đó tại quán trà Hy Seop đã bày tỏ lòng mình với Sun E. Dù hai người quen biết chưa lâu nhưng từ lần đầu tiên nhìn thấy Sun E, Hy Seop đã biết cô gái này chính là định mệnh của đời mình. Khi cô đắm chìm trong thế giới riêng của bản thân, cả người như tỏa ra một nguồn mê lực. Khi đó Sun E vô tình toát lên vẻ quyến rũ chết người giống như tiên nữ hạ phàm. Nghe mấy lời xến xúa của Hy Seop, trái tim thiếu nữ của Sun E cũng bắt đầu loạn nhịp. Jun Jung yên lặng lắng nghe. Cô lần nữa nhớ lại cuốn tiểu thuyết đầu tay của Mi-suk, trong đó cũng có những lời hoa mỹ giống hệt những lời Hy Seop đã từng nói. Khi đó Jun Jung vô cùng thích câu nói này, cô còn đặc biệt chép nó ra sổ tay. Chính vì những câu nói xến xúa này mà Jun Jung đã trở thành fan trung thành của Mi-suk. Ai mà có ngờ những cảm xúc tuổi trẻ và tình yêu lãng mạn trong ký ức của Jun Jung lại kết thúc bằng những cuộc cãi vã không hồi kết, thậm chí là gia đình ly tán. Sau khi Jun Jung rời đi, Hae Jun tiếp tục suy nghĩ về chuyện anh cùng lúc gặp Hy Seop và Bong Ryung ở cửa quán trọ. Hae Jun vào vai một giáo viên nghiêm khắc chất vấn họ tại sao lại ở đây. Bong Ryung nói rằng cậu muốn trả lại chiếc nhẫn cho cô giáo Lee. Hy Seop hơi lưỡng lự rồi nói mình đang đi dạo. Hae Jun đương nhiên không tin nhưng cũng không nghĩ ra lý do cụ thể. Sáng sớm hôm sau, Hae Jun cùng Lee Ju Jung về quán trọ thu dọn hành lý. Sau đó bố Sun E sẽ lái xe buýt lặng lẽ đưa Ju Jung ra khỏi làng. Đúng lúc này mấy chiếc xe cứu hỏa gấp gáp chạy qua đi thẳng về phía ngôi nhà cũ dưới gốc cây hồng. Hóa ra căn nhà dưới gốc cây hồng đang bốc cháy dữ dội. Có lẽ đây là biến chứng sau khi thay đổi lịch sử. Trong ấn tượng của Hae Jun, căn nhà này cũng từng bị cháy nhưng không có người thiệt mạng. Vậy mà bây giờ anh và Jong Sik lại phải nỗ lực giải cứu những đứa trẻ bị kẹt trong nhà. Cũng may là không sao hết. Trải qua vụ việc lần này, tâm trạng của Hae Jun cũng phát sinh biến đổi lớn. Nếu anh thay đổi lịch sử, nếu anh cứu người đáng lý phải đi chầu Diêm Vương thì sẽ có người khác phải thế mạng. Nghĩ đến đây, Hae Jun có chút lo lắng và sợ hãi. Anh thất thần quay trở về nhà. Jun Jung đã đọc đi đọc lại vô số lần bản tiểu thuyết của Mi-suk. Cô muốn tìm chút manh mối về chiếc mũ xanh. Tuy không có gì về chiếc mũ xanh nhưng Jun Jung phát hiện sự xuất hiện của một người đàn ông tóc xanh. Jun Jung cho rằng cả hai là cùng một người, nhưng Hae Jun không chút phản ứng. Jun Jung đột nhiên hiểu ra, từ tối qua sau khi trở về, trạng thái tinh thần của Hae Jun vẫn luôn không đúng cho lắm. Lẽ nào Hae Jun đã biết người đội mũ xanh là ai nhưng không muốn nói với cô? Đối mặt với sự chất vấn của Jun Jung, Hae Jun vốn đang bối rối bỗng mất kiểm soát. Hae Jun trực tiếp thú nhận rằng bản thân chính là nạn nhân thứ 5 của vụ thảm sát. Hae Jun xuyên không chỉ vì muốn tự cứu chính mình, mà sự xuất hiện của Jun Jung chính là biến số lớn nhất. Sự xuất hiện của cô làm rối tung rối mù toàn bộ mọi thứ. Jun Jung nghe xong có chút không phục. Tại sao sự xuất hiện của cô lại phá hỏng mọi thứ? Hae Jun im lặng không trả lời. Jun Jung tức giận muốn tự mình điều tra xem người đội mũ xanh này là ai. Đến trường học, Jun Jung bắt đầu nghiên cứu các câu nói trong bản tiểu thuyết và hỏi ý kiến của mẹ. Sun E nói rằng những câu nói này ý nghĩa hơi mơ hồ, chỉ người viết ra mới có thể hiểu được. Bởi mọi người đều sẽ mang theo logic và thói quen của riêng họ vào từng câu chữ. Hết cách, Jun Jung đành thử dò hỏi Mi-suk.
Câu nói một người đàn ông đứng giữa mặt trời và mặt trăng trong khoảng thời gian dường như là mãi mãi rốt cuộc nên giải thích như thế nào? Mi Súc nghĩ một lúc rồi nói mặt trăng và mặt trời chẳng phải là tên của cửa hàng băng đĩa trong thị trấn sao? Jun Jung lập tức chạy đến cửa hàng băng đĩa đó. Quả nhiên tại đây Jun Jung đã nhìn thấy một người đàn ông đội mũ xanh, mà người này lại là Baek Ju Seop, anh trai của Hee Seop. Tối đó Jun Jung kể cho Hee Jun nghe về phát hiện này. Hee Jun nhớ lại cái ngày bọn họ gặp nhau tại phòng trà Hee Seop đã ra về cùng anh trai. Nếu chiếc mũ xanh này thuộc về Baek Ju Seop thì mọi chuyện đã có thể lý giải. Hee Jun chợt nhận ra bấy lâu nay mình vẫn luôn điều tra sai hướng. Có lẽ Baek Ju Seop mới là kẻ tình nghi lớn nhất. Trong ký ức của Jun Jung về người bác này thì ông là một người mắc chứng rối loạn trí nhớ. Đã rất nhiều lần bác từng lén lút vào phòng của cô rồi xé sạch những trang tiểu thuyết của Mi Súc khiến Jun Jung cực kỳ tức giận. Thế nhưng bố rất thiên vị bác. Dù sao bọn họ cũng là người một nhà. Không tìm được manh mối hữu ích nào, Hee Jun chỉ đành đến gặp trực tiếp Hee Seop để xác nhận. Dưới sự truy hỏi không ngừng của Hee Jun, Hee Seop cuối cùng cũng thừa nhận chiếc mũ là của anh trai mình. Vào cái đêm Hee Jun đến phòng trà thay ly, Ju Jung cũng chính Ju Seop là người kêu Hee Seop đội chiếc mũ màu này đến quán trọ. Ju Seop muốn biết đèn tầng 2 còn sáng hay không. Bây giờ toàn bộ manh mối đều hướng về Ju Seop. Jun Jung cũng nghĩ rằng hung thủ của vụ giết người hàng loạt chính là bác của mình. Hee Jun khuyên cô không nên suy đoán lung tung. Ngày mai kẻ sát nhân sẽ ra tay với nạn nhân thứ hai. Đợi đến lúc đó mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Nạn nhân thứ hai không ai khác chính là Kyung E, chị gái của Sun E. Hee Jun thuê căn nhà ở đối diện nhà bọn họ cũng là vì muốn đợi hung thủ xa lưới. 9 giờ tối nay Kyung E sẽ xuất hiện ở phòng trà Bong Bong rồi bị hung thủ sát hại. Để đề phòng sự cố xảy ra từ sáng sớm, cả hai đã bắt đầu chú ý đến Kyung E. Cả hai lén lút theo dõi và chứng kiến toàn bộ quá trình cãi vã của hai chị em nhà Kyung E. Hóa ra vừa rồi ở trên bàn ăn Kyung E muốn xin tiền mẹ. Kyung E muốn gom đủ 500.000 won để nộp cho bên môi giới. Cô muốn thực hiện ước mơ trở thành hoa hậu Hàn Quốc. Mẹ nghe xong hét lớn rằng không có tiền. Đúng lúc này Sun E lại mở miệng xen vào. Sun E cần thêm một chút tiền cộng thêm số tiền cô đã tích góp được để mời gia sư tới phụ đạo. Đương nhiên yêu cầu của Sun E cũng bị mẹ từ chối. Thế nhưng Sun E vừa ra khỏi cửa, mẹ lại lén lút nhét thêm ít tiền tiêu vặt cho cậu con trai quý tử. Kyung E cảm thấy vừa rồi ở trên bàn ăn Sun E cố tình chế nhạo mình. Lẽ nào bố mẹ chỉ nên đầu tư vào người học hành giỏi giang như Sun E chứ không phải người ăn chơi lêu lổng như Kyung E? Điều buồn cười nhất là Sun E không hề biết bố không muốn cho cô học đại học. Thay vào đó ông muốn gả con gái đi càng sớm càng tốt. Ông đặt toàn bộ hy vọng vào cậu con trai bé bỏng. Sun E không muốn đi theo con đường mà bố đã vạch ra. Dù không có tiền thuê gia sư phụ đạo, Sun E vẫn quyết tâm thi đỗ đại học bằng chính sức lực của mình. Vì để chứng minh năng lực của mình, Sun E đã đem toàn bộ số tiền định mời gia sư cho Kyung E để cô thực hiện ước mơ trở thành hoa hậu Hàn Quốc. Một loạt hành động của Sun E khiến nội tâm Kyung E cảm thấy có chút tội lỗi. Jun Jung và Hee Jun tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của họ. Nhìn thấy Sun E ngồi một mình buồn bã bên bờ sông, Jun Jung cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Nhưng vì mục tiêu tóm gọn hung thủ, Jun Jung không thể đến bên an ủi Sun E. Jun Jung cùng Hee Jun tiếp tục theo dõi Kyung E. Lúc này Kyung E đang ở bốt gọi điện thoại. Một lúc sau một chiếc xe ô tô đã dừng trước mặt Kyung E. Một người đàn ông ăn mặc như lưu manh bước xuống khỏi xe. Kyung E lấy 500.000 won tích góp bấy lâu đưa cho hắn. Hắn vui vẻ hứa rằng nhất định sẽ giúp Kyung E trở thành hoa hậu Hàn Quốc. Lúc này Kyung E đột nhiên nghĩ tới chuyện em gái có thể dùng số tiền này để học đại học. Sự lương thiện vốn có của Kyung E trỗi dậy. Cô lập tức thay đổi chủ ý muốn đòi lại tiền. Nhưng tên này sao có thể để con cừu béo đã vào tay vụt mất. Ai ngờ giây tiếp theo Kyung E bật dậy lao như điên vào xe quyết giằng co với chúng. Vì để cứu bác gái, Jun Jung mặc kệ sự ngăn cản của Hee Jun vội vàng chạy đến cho tên kia một cú đá chí mạng. Hai bên cứ thế lao vào đánh nhau. Baek Ju Seop đột nhiên xuất hiện xử lý gọn gàng tên khốn định tấn công Hee Jun. Cuối cùng với sự giúp đỡ của người dân xung quanh, đám lừa đảo đã bị tóm gọn. Hee Jun nhìn thanh niên trước mặt tự hỏi tại sao Ju Seop lại xuất hiện ở đây. Nhưng Hee Jun còn chưa kịp suy nghĩ, Jong Sik đã dẫn theo cảnh sát đến giải hết đám lừa đảo về đồn. Giải quyết xong xuôi mọi chuyện, bọn họ mới phát hiện cả Ju Seop và Kyung E đều đã biến mất. Lúc này cả hai mới hốt hoảng không thôi. Hee Jun quyết định hành động theo kế hoạch đã bàn trước. Từ tối qua Hee Jun đã đoán trước được sự việc. Lỡ Kyung E giữa đường đột nhiên biến mất, Jun Jung sẽ đến nơi mà Baek Ju Seop có thể xuất hiện, còn Hee Jun sẽ đến nơi nguy hiểm nhất, cũng chính là hiện trường xảy ra vụ thảm án. Hee Jun làm như vậy bởi vì anh đã từng đến hiện trường nơi anh bỏ mạng trong tương lai. Nghĩ đến bản thân chỉ vì vô tình gặp một tên cặn bã mà bị hại một cách khó hiểu. Khi đó thi thể Hee Jun bị ném xuống dòng sông lạnh giá, sao có thể không thương tâm? Lại nghĩ tới nạn nhân ở đâu đó cũng có cùng trải nghiệm với mình, Hee Jun chợt cảm thấy đồng cảm. Hee Jun muốn cứu sống những người dân vô tội này. Chính vì vậy cả hai chia nhau ra hành động. Người người tìm kiếm mọi ngóc ngách hung thủ có thể xuất hiện. Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống vẫn không có kết quả gì. Nhưng điều này cũng chứng tỏ vụ thảm sát vẫn chưa xảy ra. Jun Jung chợt nhớ bọn họ đã tập trung quá nhiều vào những nơi hung thủ có thể xuất hiện nhưng lại bỏ qua nơi quan trọng nhất. Đó chính là phòng trà Bong Bong. Thế là cả hai vội vã chạy đến phòng trà. Quả nhiên tìm thấy Kyung E đang vui vẻ hát hò ở đây. Điều ngạc nhiên hơn là Min Su cũng có mặt trong đám người. Min Su từng bị kết án hơn 30 năm tù với tư cách là hung thủ thực sự nhưng vẫn luôn phủ nhận mọi cáo buộc. Dựa theo suy đoán của Hee Jun, một trong hai người nhất định đang nói dối.
Trong khi chờ đợi, Jun Jung tình cờ nhìn thấy Bom Ryung và Sun E đang tay trong tay đi dạo trên đường. Jun Jung chợt nhớ Bom Ryung là một trong những nghi phạm của vụ thảm sát. Cô lo lắng Sun E sẽ gặp nguy hiểm, lập tức đứng dậy đuổi theo hai người. Bom Ryung đưa Sun E đến một quán trọ. Tại đây Sun E đã nói lời chia tay. Bom Ryung rất vui vẻ đồng ý, nhưng trước đó cậu cũng phải có được thứ mình muốn đã. Đúng lúc này Jun Jung bay tới như một vị thần. Cô bồi một cú đau đớn vào đầu Bom Ryung. Máu chó dồn lên não, Bom Ryung lao tới định xử đẹp cả hai. May thay Hee Seop kịp thời xuất hiện đè Bom Ryung lên tường. Tình anh em chó má gì đó chính thức chấm dứt từ đây. Cùng lúc đó nhóm bạn hát của Kyung E cũng giải tán, ai về nhà nấy. Minsu bất ngờ đi theo Kyung E. Minsu đi theo Kyung E đến một cây cầu rồi nhiệt tình mời cô đến nơi khác nhậu tăng hai. Kyung E dứt khoát từ chối. Tiếng tăm thối nát của Minsu ở ngôi làng này ai mà không biết. Kyung E không muốn kết giao với tên cặn bã như Minsu. Minsu bị chọc tức liền mất khống chế, trực tiếp đi tới giữ chặt Kyung E. Kyung E phản kháng đá mạnh vào chân hắn. Ai mà có ngờ Minsu đứng không vững, trượt chân ngã xuống cầu. Haejun đi xuống dưới kiểm tra xác nhận Minsu chỉ bị thương nhẹ, không nguy hiểm tới tính mạng. Haejun mặc kệ Minsu, đưa Kyung E an toàn trở về nhà trước. Anh nhẹ nhàng an ủi Kyung E. Mặc dù cô không thể trở thành hoa hậu Hàn Quốc nhưng khả năng hát và nhảy cũng rất ra gì và này nọ. Đã vậy Kyung E còn có gu ăn mặc rất độc đáo. Nghe những lời khen ngợi thốt ra từ miệng Haejun, Kyung E lập tức phấn chấn tinh thần, lấy lại sự tự tin vốn có. Haejun lấy ra số tiền cướp được từ tay bọn lừa đảo trả lại cho Kyung E. Sau đó Kyung E đã trả lại số tiền này cho Sun E. Hai chị em ôm nhau khóc nức nở. Tối nay trời mưa như chút nước. Haejun và Jun Jung vẫn không quên nhiệm vụ quan sát hai chị em nhà Kyung E từ cửa sổ nhà đối diện. Kyung E vui vẻ tự tay sấy tóc cho em gái. Lần đầu tiên thấy hai chị em họ hòa hợp như vậy. Jun Jung cảm ơn Haejun đã làm mọi chuyện vì gia đình mình. Tiếc là tối nay bọn họ vẫn chưa bắt được hung thủ. Điện thoại trong nhà đột nhiên đổ chuông. Haejun đi lên bắt máy. Giọng nói run rẩy của Bom Ryung từ đầu dây bên kia truyền đến. Cô ấy mất rồi. Bên này Lee Ju Jung đã tắt thở nằm trên bãi đá ven sông. Hai tay cô bị trói chặt bằng một sợi dây đỏ. Haejun và Jun Jung vội vã chạy tới hiện trường. Haejun đứng một bên nhìn chằm chằm thi thể của Lee Ju Jung. Jun Jung thì lập tức kiểm tra di vật xung quanh cô giáo Lee. Cô phát hiện trong túi có bao diêm của phòng trà bong bong. Bên trong có một mảnh giấy với nội dung phụ nữ đọc sách rất nguy hiểm. Haejun dần lấy lại bình tĩnh. Anh nắm lấy cổ áo Bom Ryung. Hiển nhiên Haejun đã coi Bom Ryung là hung thủ. Bom Ryung vội vàng phủ nhận. Vừa nói cậu ta vừa lấy ra chiếc nhẫn của Lee Ju Jung. Chiếc nhẫn này là do chính cô giáo Lee chủ động đưa cho cậu ta vào chiều hôm qua. Khi đó hai người chỉ nói chuyện qua loa vài câu. Ai mà ngờ hôm nay cô giáo Lee đã bị sát hại. Haejun chợt hiểu ra Ju Jung vốn không hề rời khỏi thị trấn. Lý do khiến Bom Ryung sợ hãi như vậy là bởi vì Lee Ju Jung là người cộng sản chống đối chính phủ bị chính phủ truy lùng. Bọn họ từng gặp nhau hai lần nhưng Bom Ryung không đi khai báo. Bom Ryung sợ rằng bản thân sẽ bị liên lụy sau khi cảnh sát biết được. Đêm nay đã được định sẵn là một đêm không ngủ. Làng Gujong cùng một lúc xảy ra hai vụ án mạng, mà nạn nhân thứ hai chính là Kyung E. Cái chết của Kyung E giống hệt với cái chết của Ju Jung. Kyung E bị hung thủ trói chặt hai tay bằng sợi dây đỏ. Trong túi của Kyung E cũng có một bao diêm của phòng trà bong bong. Sau khi xác nhận hiện trường, Haejun lập tức kéo Jun Jung về nhà khóa chặt cửa. Thời khắc này trái tim Haejun đang không ngừng dậy sóng. Haejun đau như bị giáng một đòn chí mạng vào lồng ngực. Haejun cho rằng cả hai nên quay trở về thế giới thực. Cho dù bọn họ có cố gắng thế nào, kết cục vẫn không hề thay đổi. Haejun quyết định đẩy nhanh tốc độ sửa chữa cỗ xe thời gian. Anh tự nhốt mình trong phòng dần vật bản thân và ngẫm nghĩ lại mọi chuyện. Jun Jung chán nản ngồi xuống bậc thềm. Đúng lúc này Sun E đến gõ cửa. Sun E đang rất đau lòng và cần sự an ủi của Jun Jung. Hai cô gái ôm nhau bật khóc nức nở. Sự ra đi của Kyung E khiến bầu không khí gia đình như bao trùm một bóng đen ngột ngạt. Mẹ Sun E làm việc nhà không ngừng nghỉ, miệng luôn lẩm bẩm cái gì đó. Trong lúc làm việc không cẩn thận khiến mảnh sứ quẹt trúng cổ tay. Jun Jung không thể chịu được khi nhìn thấy gia đình mình đau khổ như vậy. Lo lắng cho tình hình của bà ngoại, Jun Jung bèn gõ cửa hỏi Haejun có nhớ bà ngoại cô mất khi nào không. Tất cả những gì Jun Jung biết là bà ngoại đã mất trước khi mình được sinh ra. Liệu chuyện đó có liên quan đến cái chết đột ngột của Kyung E hay không? Jun Jung đứng khóc lóc thảm thương ngoài cửa. Cô không muốn mọi chuyện cứ như vậy kết thúc. Kyung E đã mất rồi, Jun Jung ít nhất cũng phải cứu được bà ngoại. Người đàn bà mất con thẫn thờ ngồi trong phòng khách xem bản tin về vụ thảm sát của con gái trên TV. Rồi bà lại chuyển kênh đến cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc. Những khoảnh khắc Kyung E vui vẻ bên gia đình vẫn còn sống động trong ký ức của bà. Mặc dù Kyung E không ham học hành, chỉ một lòng muốn trở thành hoa hậu, nhưng cô vẫn là đứa con hiếu thảo. Lúc nào Kyung E cũng làm nhảm bên tai mẹ rằng đợi khi kiếm được tiền cô sẽ mua cho mẹ chiếc áo lông chồn bà hằng mơ ước. Người phụ nữ rất hối hận vì đã không ôm con gái nhiều hơn. Bà đứng dậy tuyệt vọng rời khỏi nhà. Sun E từ trong phòng đi ra thì đã không nhìn thấy mẹ đâu. Cả nhà lo lắng, bà nghĩ không thông vội vàng ra ngoài tìm kiếm. Jun Jung nghe thấy tiếng Sun E gọi, còn chưa kịp đợi Jun Jung phản ứng, Haejun đã từ trong phòng lao vọt ra rồi chạy thẳng đến nơi nào đó. Người phụ nữ đứng trên vách đá chuẩn bị nhảy xuống dưới. May mà Haejun kịp thời xuất hiện thuyết phục bà phải mạnh mẽ đối mặt với sự thật. Cho dù bây giờ bà muốn ra đi trong đau đớn thì hãy nghĩ tới hai đứa con còn lại. Chẳng lẽ bà muốn để cho đám trẻ cả phần đời còn lại phải sống trong nỗi ám ảnh mất mẹ hay sao?
Nghĩ tới đám con thơ của mình, người phụ nữ cuối cùng cũng từ bỏ ý định tìm đến cái chết. Cả gia đình ôm nhau bật khóc nức nở. Hae-jun cũng thở phào nhẹ nhõm. Jun-jung rất cảm kích vì hành động của Hae-jun, nhất thời không biết nên cảm ơn thế nào. Hae-jun hiểu rõ suy nghĩ của Jun-jung nên đề nghị hai người hãy ôm nhau. Dạo gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện không vui, hai người làm vậy cũng là để an ủi lẫn nhau. Hae-jun còn chưa nói xong, Jun-jung đã lao tới ôm chầm lấy anh. Hae-jun vỗ nhẹ lưng Jun-jung an ủi. Sau một hồi suy nghĩ kỹ càng, Hae-jun quyết tâm không thể để hung thủ tiếp tục ra tay với nạn nhân thứ ba. Hae-jun càng không muốn kết thúc mối quan hệ hợp tác với Jun-jung. Anh không muốn hai người cứ thế trở thành người xa lạ. Trong khi Jun-jung đang lẩm bẩm, Hae-jun thuần thục cầm lấy khối Rubik nhẹ nhàng xoay xoay vài vòng liền giải được câu đố. Jun-jung nhìn mà trợn tròn mắt kinh ngạc. Cả hai bắt đầu sắp xếp lại toàn bộ manh mối đã thu thập được. Hai người cũng suy nghĩ tới tình hình hiện tại. Tae Min-su hiện đang bị thương nên không thể trói người, có thể loại bỏ Min-su ra khỏi danh sách kẻ tình nghi. Người tiếp theo là Bom Ryung. Lý do khiến Bom Ryung sợ hãi là lo lắng cảnh sát sẽ truy tố chuyện cậu không đi khai báo người của cộng sản. Như vậy là đã loại trừ được hai kẻ tình nghi. Người còn lại chính là Baek Hee-seop, bố của Jun-jung. Lúc này Hae-jun chợt nhắc tới Mi-suk. Thật ra Mi-suk cũng rất chi là khả nghi. Nhìn Mi-suk rất vui mừng khi biết tin anh trai bị tống vào tù. Vậy làm thế nào mà Mi-suk biết rõ chi tiết của các vụ giết người rồi còn viết thành một cuốn tiểu thuyết? Hae-jun nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa Baek Hee-seop sẽ bị cảnh sát bắt giữ với tư cách là kẻ tình nghi đầu tiên. Cả hai bèn đến nhà Hee-seop tìm kiếm manh mối. Hee-seop bất giác đứng chắn trước một chiếc tủ. Hae-jun lập tức phát giác ra điều bất thường. Sau khi kiểm tra chiếc tủ tìm thấy một mảnh vải dính máu. Hee-seop hốt hoảng giật lại. Hee-seop nhớ lại cuộc gặp mặt với Mi-suk 2 tiếng trước. Mi-suk muốn cùng Hee-seop giao kèo. Mi-suk lấy ra chiếc mũ màu xanh từ trong túi sách. Chiếc mũ này mấy ngày trước chính tay Hee-seop đã ném vào thùng rác. Mi-suk tình cờ nhìn thấy cảnh này. Cô thẳng thắn vạch trần việc Hee-seop đang muốn bảo vệ ai đó mà cô thì muốn thoát khỏi ai đó. Hai người vừa hay có thể bắt tay hợp tác giúp đỡ lẫn nhau. Mi-suk nhắc đến Ju-seop. Hee-seop hoảng sợ ngoan ngoãn tiến lại gần lắng nghe kế hoạch của Mi-suk. Kết thúc hồi tưởng, Hee-seop thừa nhận thứ đồ này là của mình. Tất cả mọi chuyện đều là do anh làm. Jun-jung không khỏi kinh ngạc đứng hình mất mấy giây. Lẽ nào cô xuyên không quay trở về quá khứ chỉ để nghe bố thú nhận tội ác của mình thôi sao? Jun-jung thực sự không hiểu vì sao tất cả mọi chuyện lại thành ra như thế này. Lúc này Hee-seop đột nhiên nảy sinh ảo giác. Hee-seop nghe thấy giọng nói của một người phụ nữ văng vẳng bên tai. Thấy tình hình không ổn, Hae-jun vội chạy lên xoa dịu tâm trạng của Hee-seop. Hae-jun thuyết phục Hee-seop hãy suy nghĩ thật kỹ bởi chuyện này có liên quan đến tương lai của gia đình anh. Nếu chỉ vì bao che cho ai đó mà nói dối thì hậu quả sẽ không thể lường trước được. Không ngờ Hee-seop vẫn giữ nguyên câu trả lời của mình. Kể từ khi Hee-seop khẳng định chính mình là người đã gây ra tất cả, Jun-jung cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Jun-jung muốn để Hee-seop chịu sự trừng phạt thích đáng từ pháp luật. Jun-jung vừa định rời đi, Jong-sik đã bất thình lình đứng trước cửa. Đương nhiên Jong-sik cũng đã nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện vừa rồi của mấy người. Thân là một người chú của Hee-seop lại là một cảnh sát, Jong-sik chỉ có thể chấp hành công vụ áp giải Hee-seop về đồn. Trên đường trở về nhà, Jun-jung bất lực ngồi bên vệ đường khóc nức nở. Cô không ngừng nói xin lỗi giống như lời thú tội với các nạn nhân xấu số. Tất cả mọi chuyện đều do bố cô mà ra. Hae-jun nhịn không nổi trực tiếp ngắt lời. Hae-jun tin chắc Hee-seop không phải là hung thủ. Quả nhiên phán đoán của Hae-jun không bao giờ sai. Hee-seop hấp tấp nhận tội mà không hề hay biết gì hết. Chỉ khi chú Jong-sik nói, Hee-seop mới biết chiếc áo dính máu kia có liên quan tới vụ thảm sát. Hee-seop nghe xong kinh ngạc đến độ trợn tròn mắt. Lần đầu tiên Baek Jong-sik nhìn thấy mảnh giấy trong hộp diêm cũng đã nghi ngờ Hee-seop là hung thủ. Bởi vì Jong-sik từng nhìn thấy trong phòng của Hee-seop chất đầy những hộp diêm của phòng trà bong bong. Nghe xong, Hee-seop như tỉnh ngộ lập tức phủ nhận mình không tàn sát như vậy. Có điều về chuyện chiếc áo dính máu, Hee-seop vẫn không thể giải thích rõ ràng. Chính vì vậy tạm thời Hee-seop vẫn bị đưa về đồn thẩm vấn. Hae-jun đang đứng nói chuyện với Jun-jung ngoài cửa thì nhìn thấy ông ngoại của cô như mất kiểm soát lao ra ngoài đường. Miệng ông liên tục la hét muốn lấy đi mạng sống của tên hung thủ kia. Đúng lúc này Sun-e xuất hiện làm chứng cho Hee-seop. Tối qua Hee-seop đã ở cùng Sun-e. Khi Sun-e bị Bom Ryung ép vào khách sạn, chính Hee-seop là người đã giải cứu cô. Bởi vì lo lắng nên nửa đêm Hee-seop lại đến nhà thăm Sun-e thêm một lần nữa. Lúc ấy Kyung-e đang chuẩn bị ra ngoài. Bọn họ đứng ngoài cổng nói chuyện đôi ba câu, sau đó cả hai cùng lên sân thượng. Hee-seop vốn muốn đợi Kyung-e trở về rồi mới rời đi, nhưng đợi cả đêm vẫn không thấy Kyung-e quay lại. Chỉ với câu nói đơn giản này, Sun-e đã có thể chứng minh Hee-seop chắc chắn không phải là hung thủ. Bố Sun-e bày ra vẻ mặt nghiêm túc cảnh cáo con gái không được kể cho ai biết chuyện này. Sau khi Kyung-e mất, khắp nơi trong làng đều đầy rẫy những tin đồn không tốt về cô. Cả làng nói rằng Kyung-e do uống rượu quá nhiều mà chạy đến nhà hoang để hẹn hò với trai lạ. Trước khi rời đi, Sun-e nói cho Hae-jun biết một tin động trời. Vào đêm xảy ra vụ án, Kyung-e có hẹn với một người. Kyung-e nói rằng người đó là ân nhân đã cứu mạng mình hồi sáng. Nghe xong, Jun-jung và Hae-jun vội vã đi tìm Baek Ju-seop. Từ miệng của người hàng xóm, hai người mới biết tin Baek Ju-seop đang theo học tại trường Đại học Quốc gia Seoul, khoa Văn học Hàn Quốc. Mà Lee Ju-jung là cựu sinh viên của trường Đại học Seoul. Cô cũng từng học khoa Văn học Hàn Quốc. Hai người cùng học một khoa tại cùng một trường đại học. Hae-jun nhớ tới chiếc vòng cổ hình ổ khóa được tìm thấy tại hiện trường vụ án. Nó giống hệt chiếc vòng cổ của Hee-seop.
Baek Jong-sik cũng nhận ra đó là vòng cổ của Ju Seop. Hee Seop lại phủ nhận mà khẳng định chắc nịch đây là đồ của mình. Jun Jung nhìn thấy hình ảnh chiếc vòng cổ liền khẳng định đây chính là đồ của bác hai. Mãi đến sau này ông vẫn không cho phép ai động vào nó. Hee Jun bỗng nhớ lại chuyện năm đó, khi chiếc áo dính máu được đem tới khoa giám định cảnh sát do vừa lái xe vừa uống cà phê nên đã xảy ra va chạm. Chính vì vậy mà ly cà phê đã đổ hết lên chiếc áo. Khi đó khoa học công nghệ vẫn chưa phát triển, vật chứng duy nhất đã bị hỏng, mà phía cảnh sát lại không thể trích xuất thêm manh mối hữu ích nào. Lần này trước khi xuất phát, Hee Jun quyết định gõ cửa xe cảnh sát rồi cầm ly cà phê của anh ta đổ hết đi. Sau đó Hee Jun đưa anh cảnh sát một chiếc túi. Sau khi tận mắt chứng kiến chiếc áo được cất vào chiếc túi an toàn, Hee Jun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tin tức Hee Seop bị bắt nhanh chóng lan truyền khắp trường học. Mi Suk nghe mọi người bàn tán miệng không ngừng lẩm bẩm trách mắng Hee Seop đúng là kẻ ngốc. Chính anh đã làm cho mọi thứ trở nên phức tạp hơn. Cùng một lúc Jun Jung và Sun E đều bị bắt nghỉ học ở nhà. Sun E bị bố khóa cửa nhốt trong phòng tránh cho cô đến đồn cảnh sát làm chứng cho Hee Seop. Sun E đập cửa kêu gào. Trong cơn tuyệt vọng cô liều mình nhảy qua cửa sổ trốn thoát. Jun Jung đã sớm canh giữ trước cửa để ngăn cản hành động của Sun E. Jun Jung cho rằng Hee Seop chủ động nhận tội để bao che cho phạm nhân. Hee Seop tự làm thì phải tự chịu. Sun E ngồi sụp xuống đất khóc lóc cầu xin Jun Jung. Sun E nhớ lại cái đêm hai người bọn họ ở trên sân thượng. Khi đó Hee Seop đã tỏ tình cô. Nhưng tình yêu này khiến Hee Seop sợ hãi. Từ nhỏ đến lớn Hee Seop đã mất đi những người mà anh yêu quý. Từ cha mẹ cho tới anh trai đều lần lượt bỏ anh mà đi. Bây giờ Hee Seop cũng rất sợ sẽ mất đi người mà anh quan tâm thêm một lần nữa. Nghe Sun E bình tĩnh nhẹ nhàng an ủi, Hee Seop vô cùng cảm động. Anh không kìm được lòng mình trao cho cô một nụ hôn ngọt ngào. Nghe thấy những lời bộc bạch của mẹ, Jun Jung vẫn không chút mềm lòng. Cho đến khi ông ngoại xuất hiện và kéo Sun E đi, Jun Jung nhớ lại khi ấy mẹ phải vào bệnh viện cấp cứu. Bố vì bận chăm sóc cho bác hai mà cả ngày không thấy mặt mũi đâu. Trong lòng bố hai mẹ con cô không bao giờ có thể so sánh được với bác hai. Jun Jung chán nản ngồi ở trạm xe bus đợi Hee Jun quay trở lại. Lần này Hee Jun lên Seoul để hỏi tung tích của Baek Ju Seop. Nhưng đại đa số bạn bè của Ju Seop đều lựa chọn giữ im lặng giống như đang sợ thứ gì đó. Chỉ có một vài người tình nguyện nói ra. Cùng lúc đó bên đồn cảnh sát cũng nhận được báo cáo phân tích. Vết máu trên áo thuộc nhóm máu A. Cả hai nạn nhân của vụ án đều không thuộc nhóm máu này. Hee Seop là nhóm máu O nên cũng bị loại trừ ra khỏi diện tình nghi. Khi cảnh sát còn đang lơ ngơ không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người của cục an ninh bất ngờ tìm đến. Họ không nói nhiều lập tức dẫn Hee Seop đi. Người của cục an ninh muốn Hee Seop khai ra tung tích của Baek Ju Seop. Cảnh tượng này vừa hay bị Hee Jun và Jun Jung đứng cách đó không xa nhìn thấy hết. Hee Jun dặn dò Jun Jung ở yên đây đợi mình, sau đó chạy như bay đuổi theo chiếc xe. Jun Jung lo lắng không thôi. Cô lập tức vắt óc suy nghĩ cố gắng tìm kiếm những ký ức về bố và bác hai. Đột nhiên Jun Jung nhớ có một lần cô xách theo hành lý của bố đến nhà bác hai trách mắng ông chỉ biết quan tâm đến anh trai còn hai mẹ con cô thì chả thèm liếc lấy một cái. Jun Jung ngay lập tức đoán ra nơi ẩn nấp của Ju Seop. Quả nhiên Baek Ju Seop bị thương đang ẩn nấp ở đây. Baek Ju Seop vô cùng lo lắng khi biết em trai thay mình gánh tội. Mặc dù chiếc áo đẫm máu đó là của Ju Seop nhưng anh không giết người. Baek Ju Seop nhẫn nhịn cơn đau cầu xin Jun Jung dẫn mình đi gặp em trai. Không ngờ vừa ra khỏi cửa cả hai đã đụng mặt Hee Jun. Cả ba đi đến trước cửa phòng trọ. Sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm, Hee Jun cùng Ju Seop lên lầu cứu người trước, còn Jun Jung thì ở bên dưới đợi. Lúc này bên trong nhà trọ Hee Seop đang bị hành hạ đến chết đi sống lại nhưng anh vẫn cắn răng không nói nửa lời. Thấy Hee Seop cứng đầu như vậy, đám người tàn nhẫn liền nắm đầu anh nhấn xuống nước. Trong lúc mơ hồ, Hee Seop như rơi vào một khoảng ký ức. Mấy ngày trước Hee Seop phát hiện Ju Seop bị thương nằm ngoài cửa. Hee Seop đoán chắc rằng anh trai nhất định lại đi diễu hành biểu tình. Thấy Ju Seop không ngừng xin lỗi, Hee Seop run lên vì tức giận. Hee Seop trực tiếp giật sợi dây chuyền hình chìa khóa trên cổ xuống, chất vấn anh trai. Lẽ nào Ju Seop đã quên hết những lời bố mẹ từng dặn dò? 7 năm trước từ miệng bà hàng xóm, bố mẹ Hee Seop mới biết chuyện cậu cả nhà họ tham gia một cuộc biểu tình gần trường học, hình như đã bị trúng đạn sống chết không rõ. Bố mẹ nhanh chóng nhốt hai anh em Hee Seop và Ju Seop vào nhà. Trước khi đi, hai người cẩn thận dặn dò nếu bố mẹ có xảy ra chuyện gì thì nhất định phải chăm sóc lẫn nhau và cố gắng sống thật tốt. Nói xong bố mẹ liền quay người rời đi. Không ngờ giây tiếp theo bên ngoài chợt vang lên tiếng súng. Bố mẹ hai người đã bị sát hại một cách dã man. Trước khi ra đi, trong tay người mẹ còn nắm chặt chìa khóa mở phòng các con. Ju Seop không cam tâm để bố mẹ ra đi oan uổng như vậy. Ngọn lửa hận thù lúc nào cũng bập bùng trong lồng ngực. Vậy nên Ju Seop bất chấp lời hứa với bố mẹ tiếp tục tham gia diễu hành biểu tình. Hee Seop tỉnh lại từ trong cơn mê. Lời mẹ căn dặn hai anh em phải chăm sóc nhau thật tốt cứ văng vẳng bên tai. Nước mắt Hee Seop cứ thế rơi như mưa. Jun Jung ở dưới tầng đợi rất lâu. Nhìn thấy bố toàn thân bê bết máu từng bước khập khiễng bước ra khỏi nhà trọ, ký ức về ông như hợp nhất với thực tại. Jun Jung đau lòng bật khóc. Cuối cùng cô cũng hiểu rõ bí mật không thể nói ra của bố trong suốt thời gian qua. Jun Jung vội chạy đến xem vết thương cho Hee Seop. Giọng Hee Seop nghẹn ngào. Hee Seop không biết mình đã phạm sai lầm gì mà gặp phải những điều bi thảm như thế này. Nói xong liền khóc đến tê tâm phế liệt. Trong khoảnh khắc đen tối nhất của cuộc đời, bố đứa con gái như cô lại chậm chạp rất lâu mới xuất hiện. Không những vậy, cô còn không biết phải đáp lại những câu hỏi đau lòng này như thế nào. Jun Jung cẩn thận chăm sóc Hee Seop bị thương.
cả hai ở trước cửa quán trọ hồi hộp chờ đợi Ju Seop và Hae Jun trở về. Do Ju Seop kịp thời xuất hiện nên người của cục an ninh mới đồng ý thả Hae Seop đi. Trước khi rời đi, Hae Jun đã tặng cho Ju Seop chiếc đồng hồ của mình rồi căn dặn anh nhất định phải cầm cự đủ 15 phút. 15 phút sau, xe phỏng vấn của đài truyền hình đến trước cửa quán trọ. Một nhóm phóng viên lao thẳng lên lầu. Người của cục an ninh nhận được lệnh khẩn lập tức rút lui. Không còn cách nào khác, họ đành phải buông tha cho Ju Seop. Không ngờ vừa ra khỏi cửa, người của cục an ninh đã bị phóng viên đuổi theo chặn lại. Hae Jun nhân cơ hội xông vào phòng cõng Ju Seop rời đi. Hae Seop và Ju Seop được đưa vào bệnh viện an toàn. Jun Jung muốn mời Hae Jun ăn tối thay lời cảm ơn nhưng vì không có tiền nên Hae Jun vẫn là người đứng ra trả trước. Cả hai vui vẻ thống nhất ngày mai sẽ đến nhà hàng dùng bữa. Về đến nhà, bọn họ gặp được anh chàng sửa xe mà Hae Jun nhắc tới lần trước. Người này cũng chính là bố Hae Jun trong tương lai. John U kiêu ngạo đưa ra điều kiện sửa xe. Mỗi tối Hae Jun phải chuẩn bị đồ ăn cho John U. Ngoại trừ bữa tối thì những khung giờ khác Hae Jun không được tới làm phiền. Tất nhiên Hae Jun vẫn phải giải khối Rubik trong vòng 5 giây trước mặt John U. Hae Jun xoay nhẹ vài vòng đã thành công phá giải khối Rubik rồi ném lại cho John U. Hae Jun mở mui xe rồi giải thích sơ qua về chiếc xe. Hae Jun cũng không quên căn dặn John U không được nói những gì đã nhìn thấy ở đây cho người khác biết. Cỗ máy thời gian chính thức bước vào giai đoạn sửa chữa. Nạn nhân cuối cùng trong vụ án giết người hàng loạt chính là cô nàng đầu sỏ của bộ ba bắt nạt trong trường Hae Kyung. Việc Hae Kyung là một trong những người bị sát hại cũng được nhắc đến trong tiểu thuyết của Mi Suk. Té ra Hae Kyung rất thích Mi Suk mà Mi Suk cũng biết rõ tình cảm đó. Bộ ba và Mi Suk tụ tập ở phòng trà bong bong. Một cô nàng trong nhóm đem tới những chiếc nơ hồng cực hot trend. Hae Kyung mới nhìn còn chê quê mùa nhưng khi thấy Mi Suk đeo nơ hồng rất dễ thương, cô nàng vội vàng lấy chiếc nơ cuối cùng bỏ vào ba lô. Cô chủ của phòng trà bong bong Trung A đi qua cũng tranh thủ xin một cái cho mình. Theo nội dung cuốn tiểu thuyết, Jun Jung suy đoán có lẽ Hae Kyung đã biết bí mật gì đó của Mi Suk. Điều này khiến Mi Suk cảm thấy bất an mà thấy Hae Kyung chướng mắt. Hae Kyung uy hiếp Mi Suk đến Seoul cùng mình nếu không bí mật sẽ bại lộ. Rất có thể Mi Suk mới là hung thủ thực sự. Hae Jun cũng nghĩ khả năng cao là vậy. Thực ra Hae Jun biết rõ lý do vì sao Hae Kyung bỏ nhà đi. Giáo viên chủ nhiệm rất thích mẹ Hae Kyung vậy nên thường đến quán ăn của bà ủng hộ. Có một lần thầy chủ nhiệm chứng kiến cảnh tượng mẹ Hae Kyung bị một tên say rượu quấy rối. Thầy không nói nhiều xông tới dạy dỗ cho hắn ta một trận. Éo le ở chỗ người bị đánh lại là phụ huynh của một em học sinh khác. Cũng vì chuyện này mà Hae Kyung được tận mắt chứng kiến cảnh mẹ ân cần bôi thuốc cho thầy giáo. Thậm chí mẹ còn chuẩn bị món súp kim chi không có trong thực đơn cho thầy. Nhưng Hae Kyung không biết là vì con gái mà mẹ cô đã cầu xin thầy giáo đừng tới quấy rầy cuộc sống của hai mẹ con họ nữa. Bà cũng lặng lẽ thu lại cảm giác yêu đương vừa mới chớm nở của mình. Thế nhưng luôn có một vài người thích ngồi lê đôi mách. Con gái vị phụ huynh bị đánh kia đã nói xấu mẹ của Hae Kyung với các bạn trong lớp. Cô nói rằng mẹ Hae Kyung đi quyến rũ đàn ông ở khắp nơi. Đến cả thầy chủ nhiệm cũng bị mê hoặc. Hae Kyung bước vào lớp tình cờ nghe thấy hết. Máu dồn lên não, Hae Kyung giơ nắm đấm lao vào combat luôn. May mà thầy chủ nhiệm kịp thời chạy đến ngăn cản, không thì lại có án mạng xảy ra. Hae Kyung tâm tình kích động trực tiếp chỉ trích thầy ngay giữa lớp. Thầy chủ nhiệm nghe xong liền tặng Hae Kyung một cái tát trời giáng. Khi Hae Jun chạy đến, Hae Kyung đã xách cặp chuẩn bị rời đi. Hae Kyung trở về cửa hàng mới phát hiện mẹ không có ở đây, mà trong nồi trên bếp lại là món súp kim chi yêu thích của thầy chủ nhiệm. Vì để bảo vệ Hae Kyung, Hae Jun quyết tâm dập tắt kế hoạch chạy trốn của cô nàng từ trong trứng nước. Hae Jun dặn dò Hae Kyung trước khi bỏ nhà ra đi hãy để lại đôi ba lời nhắn cho mẹ. Sau đó Hae Jun lại đọc đi đọc lại cho cô nghe lời nhắn tự mình viết. Hae Kyung chịu không nổi nữa kêu Hae Jun mau dừng lại. Thế nhưng Hae Jun lại trách ngược lại Hae Kyung. Nếu Hae Kyung bỏ nhà ra đi thì suốt đời này mẹ cô sẽ phải nghe đi nghe lại những lời nói tổn thương đó. So với Hae Kyung, mẹ còn đau khổ hơn gấp trăm nghìn lần. Nghe đến đây Hae Kyung lập tức rơi vào trầm tư. Suy nghĩ muốn bỏ nhà ra đi cũng dần tan biến. Nhưng dù sao cũng đã ra ngoài rồi, Hae Jun bèn nhân cơ hội này đưa Hae Kyung lên Seoul xả hơi thư giãn. Cả hai đến trước cây cổ thụ hơn 300 năm tuổi. Cây cổ thụ đã đứng vững hơn 300 năm. Trải qua biết bao đợt hạn hán và lũ lụt, nó vẫn luôn đứng sừng sững ở đây. Cây cổ thụ giống như một người mẹ kiên trì tìm kiếm đứa con gái mất tính của mình suốt 40 năm dòng. Trong tương lai, mỗi lần đi làm về, Hae Jun đều thấy mẹ Hae Kyung phát thông báo tìm người từ ngày này qua ngày khác. Một năm bốn mùa chưa từng dừng lại. Bà cứ cần mẫn như vậy hết năm này qua năm khác. Tuổi của Hae Kyung cũng tăng lên theo số lần thông báo tìm người. Cho đến một lần khi Hae Jun một lần nữa đi ngang qua nơi đó thì nhìn thấy bà ngã dưới đất. Hae Jun vội vàng chạy tới đỡ bà. Cũng chính vì vậy mà Hae Jun mới biết được hành trình tìm kiếm con gái biết bao cực khổ của bà. Suốt những năm qua bà không ngừng tìm kiếm con gái mình. Bà luôn tin rằng con gái vẫn còn sống nhưng chỉ vì chán ghét mình nên mới không xuất hiện. Bà kiên trì dòng dã suốt 40 năm cho đến khi mất vẫn không thể gặp lại con gái mình. Hae Jun khuyên Hae Kyung đừng vội vàng bỏ nhà ra đi như vậy. Đợi tới khi 20 tuổi, Hae Kyung nhất định sẽ được xa nhà đi học đại học. Khi đó Hae Kyung sẽ được thoải mái yêu đương. Mai này Hae Kyung cũng sẽ đi làm. Đến khi trở về thì mẹ cũng đã già nua. Sự chán ghét của ngày hôm nay khi ta ngoảnh đầu nhìn lại tất cả sẽ chỉ là bi thương. Sau khi được đả thông tư tưởng, Hae Kyung cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lúc này Hae Kyung cũng không còn chán ghét mẹ nữa. Cùng lúc đó Jun Jung đến tìm Sun E đang bị nhốt trong nhà. Jun Jung tới để báo cho Sun E một tin tốt. Hae Seop đã được phán vô tội thả tự do. Sau đó Jun Jung còn đưa Sun E tới bệnh viện thăm Hae Seop.
Sun E-check Hee Seop vì sao không nói ra chuyện đêm đó hai người đã ở bên nhau. Như vậy thì anh đã không bị cảnh sát bắt đi cũng sẽ không bị thương như vậy. Ai ngờ Hee Seop nghe xong lại cười tươi toe toét. Hee Seop không muốn người mình yêu bị tấn công bởi những lời đàm tiếu của thiên hạ. Nghe đến đây Sun E đột nhiên ôm mặt xà vào lòng Hee Seop khóc nức nở. Hae Jun đưa Hae Kyung an toàn trở về. Về đến nhà mẹ đã nấu canh rong biển chờ con gái. Hae Kyung hỏi mẹ tại sao hồi sáng lại nấu canh kim chi. Mẹ Hae Kyung cũng không che giấu chuyện này. Bà giải thích đó là món ăn cuối cùng để chia tay với thầy chủ nhiệm. Từ giờ thầy chủ nhiệm sẽ không đến làm phiền cuộc sống của hai mẹ con họ nữa. Hae Kyung vô cùng xúc động. Cuối cùng Hae Kyung cũng đã chấp nhận cho mẹ và thầy ở bên nhau. Nhìn thấy hình ảnh ấm áp của hai mẹ con, trái tim treo lơ lửng của Hae Jun cuối cùng cũng nhẹ nhõm. Hae Jun vui vẻ quay về ăn tối với Jun Jung. Trước đây Jun Jung luôn không hiểu tại sao mẹ luôn đối xử rất tốt với ông bố đáng ghét của mình. Mãi cho tới ngày hôm nay cô mới hiểu. Hóa ra trong khoảng thời gian đen tối nhất của cuộc đời, cả hai đến bên nhau an ủi lẫn nhau. Chẳng bao lâu sau Jun Jung đã say ngoắc cần câu. Đã vậy Jun Jung còn đòi đến bên sông nghịch nước rồi năn nỉ Hae Jun xuống chơi cùng mình. Thấy Hae Jun vẫn đứng im bất động, Jun Jung bèn mang vẻ mặt nũng nịu đến bên anh cầu xin. Ai ngờ giây tiếp Jun Jung theo đã ngủ gục trong lòng Hae Jun. Hết cách, anh chỉ đành ôm cô về nhà. Sau khi xử lý con sâu rượu Jun Jung thì cũng đã gần 10 giờ. Hae Jun vội vàng đem bữa tối tới cho John U. John U đang mải mê sửa xe thì bị gián đoạn. Vừa nhìn đồng hồ thì lập tức đứng hình. Thôi xong rồi. Tối nay anh đã hẹn crush của mình đi xem phim. Còn chưa kịp bỏ miếng bánh mì vào miệng, John U đã vội vàng thu dọn đồ đạc rồi rời đi. Hae Jun nhớ trước kia anh từng phát hiện bộ sưu tập vé xem phim bí mật của mẹ và bố. Nghĩ đến hôm nay là ngày đầu tiên hai người cùng đi xem phim, tim Hae Jun đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Từ nhỏ đến lớn Hae Jun chưa từng được gặp mẹ. Thế là Hae Jun lén lút đi theo sau John U. Nhìn cô gái ngồi bên cạnh John U đeo chiếc nơ hồng giống hệt mi xúc, Hae Jun bỗng hốt hoảng một phen, lại nhớ lại những gì ông nội đã từng nói. Sau khi sinh Hae Jun ra đời, người mẹ độc ác của anh lập tức rứt áo ra đi. Thậm chí bà còn không thèm ôm con trai lấy một cái. Không những vậy, bà còn coi Hae Jun như một vết nhơ trong cuộc đời. Bộ phim kết thúc, Hae Jun nhìn thấy một cô gái mặc váy dài đeo nơ hồng xinh đẹp bước ra. Đây chẳng phải là bà chủ phòng trà bong bong hay sao? Hae Jun sốc không nói lên lời. Đúng lúc này Mi Suk đeo chiếc nơ hồng y hệt từ trong rạp chiếu phim bước ra chào hỏi Hae Jun. Hae Jun nhìn tới nhìn lui hai cô gái trước mặt nhất thời có chút hỗn loạn. Khi Hae Jun còn đang ngơ ngác thì bị một cặp đôi đi ngang qua đụng trúng. Bỏng ngô và coca vương vãi khắp nơi. Cặp đôi kia không những không xin lỗi còn tỏ thái độ lồi lõm. Bà chủ Trung A thấy vậy lập tức đi lên. Thấy chuyện bất bình lập tức ra tay tương trợ. Một lúc sau John U cũng chạy đến đứng ra bảo vệ bạn gái đang cãi nhau với người ta. Lúc này Hae Jun mới biết mẹ ruột mình chính là bà chủ phòng trà Trung A. Hae Jun nhớ lại lời ông nội từng nói. Mẹ đã lạnh lùng bỏ đi ngay sau khi vừa sinh anh ra. Bà cũng không thèm ôm con lấy một cái. Hae Jun cứ thế nhìn chằm chằm mẹ. Trung A không biết tại sao bản thân lại cảm thấy trong lòng dâng lên một nỗi đau khó tả. Nghe bạn gái nói vậy, John U cũng gật đầu tán thành. Lần đầu tiên gặp Hae Jun, tâm trạng của John U cũng có chút phức tạp. Giống như giữa họ tồn tại một thứ tình cảm nào đó không thể giải thích được. Nhưng Hae Jun không cảm nhận được niềm vui khi gặp mẹ bởi anh đã từng chẳng ưa gì người phụ nữ đó. Jun Jung có ấn tượng không tốt với Trung A kể từ lần đầu đặt chân tới phòng trà bong bong. Trong cái thời đại bảo thủ này, bà chủ Trung A lại quá nhiệt tình. Lần đầu gặp mặt mà cứ sấn tới muốn đút đồ ăn cho Hae Jun khiến anh cực kỳ khó chịu. Cũng có lẽ là vì cái tính cách phóng túng tự do đó mà sau này Trung A đã lựa chọn bỏ rơi con trai mình. Hae Jun tâm tình bực bội, nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là phải tìm ra hung thủ thật sự của vụ án giết người hàng loạt. Hae Jun tạm thời kìm nén cảm xúc đến gặp Baek Ju Seop để điều tra. Cả hai nạn nhân đều có quan hệ mật thiết với Baek Ju Seop. Hóa ra cô giáo Lee và Ju Seop là một cặp. Lee Ju Jung đến ngôi làng này chính là vì Ju Seop. Sau khi tổ chức ngày giỗ cho bố mẹ, bọn họ sẽ cùng nhau rời khỏi nơi này. Mà căn nhà Lee Ju Jung ẩn náu chính là căn nhà hoang nơi phát hiện thi thể của Kyung E. Cái hôm Hae Jun bị mất dấu, Kyung E thực chất là cô đã bí mật đi theo Baek Ju Seop. Kyung E cũng đã phát hiện mối quan hệ giữa cô giáo Lee và Ju Seop. Kyung E tốt bụng muốn làm gì đó giúp hai người. Thế là nửa đêm nửa hôm Kyung E một mình mang theo cuốn sách đến căn nhà hoang. Ai mà ngờ cuối cùng Kyung E lại bị sát hại một cách dã man như vậy. Lúc này Hae Jun chợt nhớ bên trong hộp diêm hung thủ để lại ở hiện trường vụ án đều có một mảnh giấy với nội dung phụ nữ đọc sách rất nguy hiểm. Hae Jun cho rằng đây là một lời cảnh báo. Đúng lúc này John U đang sửa xe vội gõ cửa muốn mượn nhà vệ sinh. Hai người vội vàng thu dọn đống tài liệu về thông tin vụ án trên bàn tránh cho John U nhìn thấy. Thế nhưng cả hai lại bất cẩn bỏ sót một bao diêm. Tối đó Sun E ngồi nhớ đến người chị gái đã mất của mình. Từng kỷ niệm cứ thế ùa về trong tâm trí. Cả hai đã từng vui vẻ tưởng tượng rằng nếu Sun E có thể trở thành một tiểu thuyết gia thì cô nhất định sẽ viết tên chị gái vào cuốn sách. Đời người may mắn thì sống được 100 năm nhưng sách vở thì trường tồn mãi mãi. Nói cách khác thì Kyung E sẽ được mọi người nhớ đến đời đời kiếp kiếp. Khoảnh khắc trêu đùa cực hạnh phúc với người chị quá cố ùa về khiến Sun E không khỏi đau đớn xót xa. Sun E gấp gáp lục tìm cuốn sổ để thực hiện di nguyện của chị gái. Thế nhưng cuốn sổ đã không cánh mà bay. Ngày hôm sau khi Jun Jung lên lớp liền nghe thấy mọi người thảo luận sôi nổi về việc Mi Suk trở thành ngôi sao sáng khi phát hành tiểu thuyết ở tuổi 19. Mi Suk được ca tụng như một nhân tài. Sun E đọc thử thì phát hiện tình tiết câu chuyện giống hệt những gì mình từng viết.
Nói thẳng ra đây là ăn cắp trắng trợn. Sun E tức đến run người. Chính vì vậy Sun E đã tìm Mi Súc để đòi lại công bằng. Sun E chỉ trích Mi Súc cả gan dám ăn cắp bản thảo của mình rồi xuất bản nó dưới tên cô ta. Sun E nhất định sẽ không bỏ qua, cô sẽ nói ra tất cả. Mi Súc lại không hề nao núng bởi cô biết Sun E không có bằng chứng. Thậm chí Mi Súc còn tự tin đe dọa rằng nếu Sun E dám nói linh tinh thêm nửa lời thì kết cục sẽ giống như người chị xấu số của cô. Nghe những lời uy hiếp đầy trắng trợn, Sun E quả nhiên đã run sợ. Bây giờ trong tay Mi Súc không có bằng chứng, người chị duy nhất biết chuyện cô viết sách cũng đã qua đời. Đến một niềm hy vọng chiến thắng nhỏ nhoi Sun E cũng không có. Hơn nữa một khi sự việc được đưa ra ánh sáng, bố mẹ sẽ chỉ càng thêm ghét Sun E nhiều hơn. Bọn họ không hề tự hào khi có một cô con gái thích viết lách. Jun Jung cuối cùng cũng hiểu tại sao năm đó mẹ không chịu nói ra sự thật. Jun Jung khuyên Sun E hãy phấn chấn tinh thần. Trên đời này vẫn có độc giả coi cô như người nhà, yêu thích tiểu thuyết của cô, yêu thương và ủng hộ cô theo đuổi ước mơ của mình. Jun Jung hy vọng Sun E có thể trở thành một tiểu thuyết gia thực sự. Đừng vì bất cứ điều gì cản trở ước mơ. Jun Jung thậm chí còn nhờ cậy Hee Seop thuyết phục Sun E. Hee Seop chân thành nói với Sun E rằng khi đã làm việc gì thì phải quyết tâm tới cùng. Cuốn tiểu thuyết đó là của Sun E, vì vậy cô cần bảo vệ nó bằng bất cứ giá nào. Đừng quên lúc nào cũng có anh đứng sau ủng hộ cô vô điều kiện. Sau khi biết chuyện, mẹ Sun E còn tức giận đánh cô một cái thật đau. Sao cô lại nghĩ bà không tự hào về cô cơ chứ? Bà đã rất hối hận vì không thể ủng hộ Kyung E thực hiện ước mơ của mình. Chính vì vậy bà sẽ luôn ở bên tiếp thêm động lực cho Sun E. Chưa dừng lại ở đó, ông bố ngày thường luôn cộc cằn còn đích thân chở Sun E tới trường. Sun E không dám tin vào mắt mình. Cuối cùng Sun E và Jun Jung dắt tay nhau đến gặp nhà xuất bản và mẹ con Mi Súc để làm cho ra nhẽ. Mi Súc biết Sun E không có bằng chứng nên mặt đầy tự tin cắn ngược lại. Mi Súc còn chỉ trích Sun E vô cớ làm loạn. Nhưng một cuốn sổ tay thì làm sao viết hết được cả cuốn tiểu thuyết, phải cả tập dày cộp này mới đủ. Trong đây có chứa tất cả những dòng văn gạch xóa để lựa chọn từ ngữ sao cho hợp lý nhất. Hơn nữa Sun E hoàn toàn có thể trả lời bất cứ câu hỏi nào vì cô là tác giả thật sự. Chủ biên lặng lẽ cầm bản thảo lên đọc. Sau một hồi nghiên cứu, ông quyết định thu hồi lại tất cả các cuốn sách đã phát hành. Khi tác phẩm được hoàn thành, ông sẽ cho tái bản. Sun E thành công lấy lại cuốn tiểu thuyết vốn thuộc về mình. Cô cũng đã nhờ nhà xuất bản thêm giúp mình dòng chữ cực đặc biệt. Trên cuốn sách còn có viết câu dành tặng Kyung E. Cuối cùng Sun E cũng có thể thực hiện lời hứa với người chị quá cố của mình. Jun Jung còn biết thêm một bí mật nhỏ. Bức thư gửi cho người bí mật trong mở đầu cuốn tiểu thuyết mà Sun E viết chính là tên viết tắt mà cô muốn đặt cho con gái mình sau này. Nói cách khác đó chính là tên của Jun Jung. Mi Súc phải hứng chịu cơn thịnh nộ từ mẹ của mình, người đang vô cùng nhục nhã vì cô con gái xảo trá và chẳng có tích sự gì này. Bà coi Mi Súc như một nỗi ô nhục. Mi Súc thẫn thờ một mình đi trên phố. Vì để báo thù bà mẹ độc ác, Mi Súc đã gọi Min Su đang xem mèn ra nói chuyện. Năm Mi Súc 13 tuổi, cô đã bị anh trai xông vào phòng lạm dụng. Mẹ của cô suốt bao năm qua dù chứng kiến nhưng cũng vờ như không biết gì mà bỏ đi. Sau đó tần suất của chuyện này càng ngày càng nhiều. Mặc dù Mi Súc có gào thét đau đớn như thế nào cũng chẳng có ai quan tâm. Thấy thái độ thờ ơ của mẹ, Min Su càng đục nước lấn tới. Hiện tại Mi Súc không thể chịu đựng được nữa. Cô đến đồn cảnh sát tìm Baek Jong-sik báo án. Mi Súc khẳng định hung thủ thật sự chính là Min Su, thằng anh trai nát rượu của cô. Hơn nữa bản thân cô chính là nhân chứng. Cùng lúc đó Jong-woo đến tìm Hae-jun. Trước đó Jong-woo đã vô tình nhặt được bao diêm khi mượn nhà vệ sinh. Jong-woo chất vấn Hae-jun tại sao bao diêm và mảnh giấy xuất hiện tại hiện trường vụ án lại ở nhà Hae-jun. Lẽ nào Hae-jun chính là hung thủ? Hae-jun không trực tiếp trả lời những câu hỏi dồn dập của Jong-woo. Hae-jun biết Jong-woo tin tưởng anh không phải là kẻ sát nhân nên mới tới đây để tìm kiếm câu trả lời thay vì tới đồn cảnh sát trình báo. Hae-jun thề rằng mình không phải là hung thủ. Còn về thân phận thực sự của Hae-jun thì đợi sau khi xe sửa xong mọi người tự khắc sẽ rõ. Khó khăn lắm mới tiễn được Jong-woo rời đi. Hae-jun mệt mỏi ngồi xuống bậc thềm. Jun Jung thấy vậy liền nhẹ nhàng đến bên an ủi. Nhờ vậy Jun Jung mới biết chuyện Jong-woo hiểu lầm và nghi ngờ Hae-jun là hung thủ. Biết tâm trạng Hae-jun đang rối bời, Jun Jung đề xuất cùng đi dạo bên bờ sông cho khuây khỏa. Hơn ai hết Jun Jung hiểu cảm giác phải đối mặt với người nhà. Thậm chí Hae-jun còn không biết việc này sẽ khó khăn tới mức độ nào. Lý do Jong-woo giúp Hae-jun che giấu chuyện về bao diêm kia có thể là do cảm giác vừa lạ mà vừa quen đối với Hae-jun. Một thứ cảm giác kỳ lạ khiến Jong-woo lựa chọn tin tưởng Hae-jun không chút do dự. Cảm giác này cũng giống như hiệu trưởng. Dù không biết trong tương lai Hae-jun sẽ là cháu trai mình nhưng hiệu trưởng vẫn đối xử với anh vô cùng tốt. Tốt đến nỗi chính Hae-jun cũng cảm thấy khó hiểu. Hae-jun tâm sự ông nội là người duy nhất sống chung với anh nhưng ông chẳng quan tâm anh một chút nào. Từ nhỏ đến lớn ông luôn đối xử với Hae-jun như người xa lạ. Bố cũng suy sụp kể từ khi mẹ bỏ nhà ra đi. Sau đó bố Hae-jun một mình tới Mỹ sinh sống. Một năm hai bố con anh chỉ gặp gỡ thoáng qua một hai lần. Vậy nên cho dù có xuyên không thì cái thứ gọi là tình thân đó căn bản không hề tồn tại. Jun Jung chợt cảm thấy đau xót. Hae-jun đã phải trải qua khoảng thời gian đau khổ nhất với sự cô đơn. Cả hai ôm chặt lấy nhau tận hưởng khoảnh khắc hạnh phúc ngọt ngào ngắn ngủi. Cùng lúc đó sau khi nhận được tình báo của Mi Súc, cảnh sát tới nhà Go cổ Min Su về đồn. Sau khi lục tung căn phòng, cảnh sát phát hiện sợi dây đỏ và những bao diêm rỗng. Mặc dù nhân chứng vật chứng đầy đủ nhưng Baek Jong-sik vẫn có chút nghi ngờ. Bởi vì trong những hộp diêm đó không có mảnh giấy nào hết. Hơn nữa nét chữ trên cuốn sổ của Min Su hoàn toàn khác so với dòng chữ bỏ lại ở hiện trường.
Dong Sik nghi ngờ hung thủ thật sự là một kẻ khác, nhưng cấp trên vì muốn nhanh chóng lập công phá án mà nhắm mắt làm ngơ trước những nghi ngờ của anh. Tin tức Min Soo bị bắt nhanh chóng đến tai Hae-jun. Thời gian gấp gáp, Hae-jun phải đẩy nhanh tiến độ điều tra để giải nỗi oan khuất này. Hae-jun đột nhiên nhớ trước khi xảy ra vụ án, Min Soo đã không cẩn thận bị ngã gãy tay. Kể từ đó, Min Soo giống như bốc hơi khỏi nhân gian cho đến khi khỏe lại mới bất ngờ xuất hiện, sau đó lại bị Mi Súc âm thầm đổ oan. Hae-jun cho rằng chỉ với một mình Mi Súc thì nhất định không thể vạch ra kế hoạch tỉ mỉ như vậy, rất có thể có người đứng phía sau âm thầm giúp đỡ. Hae-jun muốn hỏi thăm chút tin tức từ Hae-kyung, bởi vì chính Hae-kyung mới là người thật sự nhìn thấy kẻ sát nhân vào đêm gây án. Hae-jun cố tình lượn lờ trước mặt Hae-kyung tìm cơ hội nói chuyện. Hae-kyung lại không chút nể mặt quay đi không nói một lời. Sun-e và Hee-seop ngọt ngào dắt tay nhau cùng về nhà. Cả hai đang cười đùa trước cửa thì tình cờ bị mẹ của Sun-e nhìn thấy. Bà lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Sun-e rất lo lắng cho mẹ khi để bà ở nhà một mình. Từ sau khi chị gái mất, bà luôn lôi mọi thứ ra để dọn dẹp mỗi khi cảm thấy nhớ con gái. Bản thân Sun-e cũng không biết nên giúp mẹ như thế nào. Nói xong, cả hai ôm nhau chào tạm biệt. Sau khi nghe được nỗi lòng của Sun-e, mẹ cô cũng vô cùng cảm động. Bà đích thân nấu những món Sun-e yêu thích. Tối đó, Hae-kyung tâm trạng bứt rứt chủ động đến tìm Hae-jun. Hae-kyung nói ra mọi chuyện xảy ra đêm đó. Tối đó khi Hae-kyung đi ngang qua cầu thì nhìn thấy Min Soo bị thương nằm thoải loài bên dưới. Min Soo đã nhờ Hae-kyung gọi điện cho em gái Mi Súc đến đón. Hae-kyung cũng nhanh chóng liên lạc với Mi Súc. Ai mà ngờ khi đến nơi, bọn họ lại vô tình chứng kiến cảnh tượng tên sát nhân đang làm hại cô giáo Lee. Hae-kyung không nhìn rõ mặt hắn ta nhưng Mi Súc thì có. Mi Súc không cho Hae-kyung báo cảnh sát bởi cô muốn nhân cơ hội này đổ hết tội lỗi lên đầu anh trai. Mi Súc muốn biến Min Soo thành hung thủ thực sự để thoát khỏi sự tra tấn của anh ta suốt bao năm qua. Nói xong, Mi Súc liền cởi áo để Hae-kyung xem những vết thương trên người. Hae-kyung sốc không nói lên lời. Cô rất đau lòng khi thấy người mình thương phải chịu khổ như vậy. Thế là Hae-kyung quyết định sẽ giúp Mi Súc giấu nhẹm chuyện này. Nhưng Hae-kyung vẫn lo lắng nếu hung thủ thật sự bị bắt thì Mi Súc chắc chắn sẽ bị trừng phạt vì cung cấp lời khai giả. Mi Súc bình tĩnh đáp hung thủ sẽ không bao giờ bị bắt. Sau khi biết được sự thật, Hae-jun lập tức về nhà kể lại cho Jun-jung. Hung thủ là đàn ông và Mi Súc là nhân chứng duy nhất nhìn thấy mặt hắn ta. Vừa dứt lời, điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông. Bon Ryung ở đầu dây bên kia run rẩy thông báo Sun-e đang gặp nguy hiểm. Hóa ra chiều nay khi Sun-e một mình tới sau núi đã gặp Sun-e tới thắp hương cho Kyung-e. Nhìn thấy Bon Ryung, Sun-e cực kỳ sợ hãi, có lẽ là vì ý định dơ bẩn lúc trước của anh. Bon Ryung vội vàng rời đi để tránh bị nghi ngờ. Nhưng đợi đến khi Bon Ryung quay lại thì Sun-e đã biến mất. Trên mặt đất chỉ còn lại một hộp diêm và chiếc kẹp tóc của Sun-e. Bon Ryung hoảng sợ báo cảnh sát nhưng cảnh sát lại nói hung thủ đã bị bắt nên cũng chẳng để tâm. Hết cách, Bon Ryung chỉ đành gọi điện cho Hae-jun. Hae-jun nói Bon Ryung hãy ở yên đó. Jun-jung có nhiệm vụ tới tìm Hee-seop nhờ anh báo chuyện này cho cảnh sát Dong-sik. Hae-jun sẽ đích thân đi tìm Sun-e. Lúc này trong căn nhà bỏ hoang, tay của Sun-e đã bị trói bằng sợi dây màu đỏ. Bên cạnh chiếc túi ni lông trùm đầu là cuốn tiểu thuyết của Sun-e. Hung thủ cẩn thận xé một mẩu giấy rồi nhét vào bao diêm. Sau khi nhét vào túi quần Sun-e, hung thủ chuẩn bị ra tay sát hại. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông chân, Bon Ryung đã lọ mọ tới đây. Bon Ryung chạy tới thẳng tay đập cho hung thủ vài đập đau điếng. Bon Ryung vội vàng lay Sun-e dậy định đưa cô rời khỏi nơi nguy hiểm này. Nhưng mới bước chân ra khỏi cửa, Bon Ryung đã bị hung thủ ngăn lại. Sun-e sợ hãi dùng hết sức bình sinh chạy khỏi nơi này. Sau lưng không ngừng truyền đến âm thanh đánh đập tàn ác của hung thủ. Nước mắt không ngừng rơi nhưng Sun-e không thể dừng lại. Sau khi giải quyết xong Bon Ryung, hung thủ vội vàng đuổi theo sau Sun-e. Dù có cố gắng chạy thế nào thì Sun-e cũng chẳng thoát khỏi tầm mắt của hắn. May mà Hae-jun đã xuất hiện kịp thời. Thấy Hae-jun lập tức đánh bài chuồn. Thấy cảnh sát cũng đã tới, Hae-jun dốc hết sức bình sinh đuổi theo hung thủ. Thế nhưng Hae-jun có chạy đến toát mồ hôi mông cũng vẫn để lạc mất hung thủ. Tới căn nhà bỏ hoang, Hae-jun tò mò bước vào. Đập vào mắt anh là Bon Ryung đang nằm trên vũng máu. Hae-jun vội vàng chạy tới kiểm tra nhưng đã quá muộn. Bon Ryung đã tắt thở. Khi Hae-jun đang thất thần thì Baek Jong-sik cũng chạy tới. Thấy đôi bàn tay nhuốm máu của Hae-jun và bao diêm cùng với mảnh giấy ghi chú quen thuộc tại hiện trường, chẳng có lý do gì để Baek Jong-sik không nghi ngờ Hae-jun. Hae-jun ngay lập tức bị bắt vì tội giết người. Tình nghe lý do nên Hae-jun cũng chẳng thể giải thích gì thêm. Hae-jun im lặng để Jong-sik còng tay áp giải anh về đồn trước sự kinh ngạc của Jun-jung. Baek Jong-sik đã xác định Hae-jun chính là hung thủ. Vậy nên bất luận Hae-jun có phản bác ra sao, Baek Jong-sik cũng cho rằng anh đang ngụy biện. Hae-jun vẫn bình tĩnh đáp trả. Trên tờ giấy trong bao diêm có nét chữ của hung thủ để lại. Chỉ cần giám định qua nét chữ là có thể biết Hae-jun có phải là hung thủ hay không. Đây chính là cách chứng minh đơn giản mà trực tiếp nhất. Nhưng Baek Jong-sik vẫn nghi ngờ. Tại sao Hae-jun lại có hộp diêm của phòng trà bong bong cùng với tờ giấy ghi chú kia? Hae-jun chỉ nói rằng là mình nhặt được. Baek Jong-sik tức giận đập bàn. Anh cảm thấy bản thân đang bị chơi một phố. Hae-jun hiểu rõ tình hình trước mắt đang bất lợi với mình. Tất cả mọi thứ như một mớ hỗn độn. Nhưng cũng có rất nhiều cách để xóa bỏ sự nghi ngờ của anh. Cảnh sát có thể so sánh nét chữ, cũng có thể đợi Sun-e tỉnh lại rồi lấy lời khai để hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện. Phía bên này, Sun-e bị thương được đưa vào bệnh viện. Người ta tìm thấy trong túi quần cô một bao diêm của phòng trà bong bong cùng tờ giấy với nội dung ghi chú phụ nữ đọc sách rất nguy hiểm.
Jun Jung đến bệnh viện thăm Sun E, tình cờ nghe thấy cảnh sát báo tin tức này về đồn. Hae Jun đã từng nói Mi Suk không phải hung thủ nhưng lại là nhân chứng duy nhất biết mặt mũi hắn ra sao. Hơn nữa hung thủ thực sự là một người đàn ông. Jun Jung ngay lập tức đến tìm Mi Suk đối chất. Jun Jung không nhiều lời đi thẳng vào vấn đề hỏi Mi Suk hung thủ là ai. Cô cũng nói cho Mi Suk biết tính nghiêm trọng của vấn đề. Nạn nhân lần này là bạn học của bọn họ. Nếu không phải Bom Ryung kịp thời xuất hiện thì người đi chầu Diêm Vương chính là Sun E. Mi Suk bày ra vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói mình không biết gì cả. Thấy bộ dạng thờ ơ như không có chuyện gì của Mi Suk, Jun Jung tức giận tiết lộ sự thật Hae Jun đã bị cảnh sát bắt đi. Có khả năng Hae Jun sẽ nhận hết mọi tội lỗi. Nghe tin thầy Hae Jun bị bắt cuối cùng Mi Suk cũng có chút dao động. Nhưng dưới sự cầu xin không ngừng của Jun Jung, Mi Suk ngay lập tức khôi phục bộ dạng thờ ơ lạnh lùng của mình. Mi Suk thẳng tay đẩy Jun Jung ra. Jun Jung buồn bã trở về bệnh viện. Cô ngồi bên giường bệnh nắm chặt tay Sun E cầu mong mẹ hãy mau tỉnh lại. Những giọt nước mắt xót xa không ngừng tuôn rơi. Hi Seop túc trực cả đêm bên ngoài phòng bệnh trên mặt cũng đầm đìa nước mắt. Bố mẹ Sun E lập tức chú ý tới Hi Seop. Cả hai nhận ra anh chính là chàng trai đã qua đêm với con gái mình. Trên sân thượng ngày hôm đó, thấy Hi Seop mệt mỏi mà vẫn chưa ăn uống gì, hai ông bà liền đưa anh tới quán ăn ven đường. Nhưng Hi Seop nào có tâm trạng ăn uống. Trong lòng anh luôn nghĩ tới người con gái mình yêu vẫn đang nằm trên giường bệnh. Sau khi trải qua những chuyện thật khủng khiếp, Hi Seop không nhịn được mà chỉ mắng tên hung thủ. Hi Seop thề rằng nhất định phải bắt được hắn, khiến hắn phải trả giá. Bố Sun E nghe xong cũng xúc động rơm rớm nước mắt. Vậy thì nên ăn nhiều hơn chứ. Đàn ông con trai gì mà gầy gò như cậu. Sau đó ông tự mình thị phạm ăn một miếng mì thật lớn. Hi Seop vội noi gương theo bố vợ tương lai bắt đầu cúi đầu ăn mì. Sau khi điều tra thông tin về Hae Jun, Baek Jong Sik phát hiện bất kể là chứng minh nhân dân sơ yếu, lý lịch hay bằng cấp giáo viên của anh đều là giả. Không chỉ vậy, Baek Jong Sik đã tìm kiếm tất cả các thông tin mà Hae Jun để lại. Jong Sik thấy rằng không hề có bằng chứng nào chứng minh Hae Jun thuộc về thời đại này. Baek Jong Sik uy hiếp Hae Jun hãy thành thật nhận tội để được khoan hồng. Nếu không cả Hae Jun và Jun Jung đều sẽ bị bắt với tội danh là gián điệp. Cuối cùng Hae Jun đành nói ra sự thật rằng anh đã xuyên không tới nơi này. Hae Jun kêu Baek Jong Sik gọi thầy hiệu trưởng đến nhà của anh. Ngay lập tức, đích thân anh sẽ cho họ một lời giải thích hợp lý. Hae Jun đưa cả hai đến phòng làm việc của mình. Bên trong chứa đầy hồ sơ về vụ án giết người hàng loạt. Thầy hiệu trưởng nhìn thấy tờ báo năm 1988. Trong khi đó, mọi người đang sống ở năm 1987. Baek Jong Sik cũng lật sở tài liệu trên bàn, phát hiện một bản báo cáo do chính tay mình ghi chép. Cái quái gì đang xảy ra thế này? Hae Jun biết nếu không để bọn họ tận mắt chứng kiến thì họ sẽ không bao giờ tin. Lúc này Hae Jun mới trịnh trọng tuyên bố sự thật anh từ tương lai tới. Hơn nữa anh là cháu trai của thầy hiệu trưởng. Còn Jun Jung là người thân họ hàng của Baek Jong Sik. Thầy hiệu trưởng chợt chú ý đến chiếc đồng hồ mà Hae Jun đang đeo. Nó giống hệt cái mà ông mới mua sáng nay để tặng cho cháu trai tương lai của mình. Hiệu trưởng cẩn thận kiểm tra. Sau khi nhìn thấy dòng chữ được khắc trên đồng hồ, ông lập tức tin tưởng Hae Jun chính là cháu trai tương lai của mình. Ông bình tĩnh giải thích cho Baek Jong Sik. Sáng nay ông đã đích thân mua chiếc đồng hồ này để tặng cháu trai tương lai của mình. Mà Hae Jun lại bị Baek Jong Sik bắt từ tối hôm qua. Tính theo dòng thời gian mà nói, Hae Jun căn bản không có cơ hội lấy trộm chiếc đồng hồ của ông. Hơn nữa huyết mạch tình thân là thứ không thể chối bỏ. Mỗi lần nhìn thấy Hae Jun, hiệu trưởng đều có cảm giác thân thuộc gần gũi đến kỳ lạ. Khi cả hai đang nói chuyện hăng say, Jun Jung bất ngờ từ bên ngoài trở về. Jun Jung không nói lời nào lập tức chạy đến ôm chặt lấy Hae Jun. Cảm ơn anh vì đã an toàn quay trở lại. Thậm chí Jun Jung còn không chú ý đến hiệu trưởng và Baek Jong Sik đang đứng dưới lầu nhìn chằm chằm hai người. Sun E đã tỉnh lại và tiếp nhận thẩm vấn của cảnh sát. Mặc dù Sun E không nhìn thấy bộ mặt thật của hung thủ nhưng cũng thành công giúp Hae Jun xóa bỏ tội danh. Sun E nói rằng thầy Jun là người tới cứu mình chứ không phải hung thủ thực sự. Hae Jun chính thức được thả tự do nhưng Baek Jong Sik vẫn không chịu tin những lời anh nói. Ngoài miệng thì nói vậy thôi chứ vừa ra ngoài là Jong Sik đã lập tức quay sang hỏi Jun Jung. Rốt cuộc cháu trai Hi Seop của anh sau này sẽ kết hôn với ai? Jun Jung cũng thành thật trả lời người đó chính là Sun E. Vẻ mặt Baek Jong Sik như bừng tỉnh cười tủm tỉm suốt cả buổi. Hae Jun đứng một bên nhìn Jong Sik với vẻ mặt đầy khinh bỉ. Từ đó Baek Jong Sik bắt đầu chú ý theo dõi Hae Jun suốt mấy ngày liền. Hae Jun luôn cố gắng chứng minh sự thật rằng anh là người đến từ tương lai. Từ việc nói ra bài báo viết về việc xây dựng đường cao tốc sẽ xuất hiện trên trang nhất đến kết quả các trận đấu trên TV, tất cả đều không lệch 1 mm. Baek Jong Sik nghe mà há hốc mồm kinh ngạc. Dù vẫn cứng miệng nhưng trong lòng cũng đã tin những lời Hae Jun nói là sự thật. Thấy đối phương bắt đầu tin tưởng mình, Hae Jun lập tức đề nghị bắt tay hợp tác. Hiện tại hung thủ thật sự vẫn lêu lổng ngoài vòng pháp luật. Nếu muốn hắn phải chịu hình phạt thích đáng thì người bắt hắn phải là cảnh sát như Jong Sik. Bởi vì Hae Jun không thuộc về thời đại này cho nên anh có bắt được hung thủ thì cũng chẳng thể làm gì. Cuối cùng Baek Jong Sik cũng gật đầu đồng ý. Hae Jun đem tất cả tài liệu mà anh đã thu thập được về vụ thảm sát đưa cho Baek Jong Sik. Mi Suk đã nói dối và vu khống anh trai mình, mà Mi Suk là người duy nhất nhìn thấy bộ mặt thật của hung thủ. Vì vậy Mi Suk là người duy nhất có thể giúp cảnh sát phá giải vụ án này. Baek Jong Sik định đi tìm bố Mi Suk để hỏi thăm chút tin tức. Ai ngờ vừa ra khỏi cửa liền đụng mặt thầy hiệu trưởng. Lần này ông đặc biệt đến đây để nói chuyện với Hae Jun. Từ sau khi biết Hae Jun là cháu trai tương lai của mình, thầy hiệu trưởng vô cùng tò mò. Ông muốn cùng cháu trai uống vài ly. Đối diện với ông nội ấm áp nhiệt tình trước mặt, trong lòng Hae Jun vô cùng phức tạp.
Trong ấn tượng của Hae-jun, ông nội lúc nào cũng chỉ bày ra vẻ mặt lạnh lùng khó tiếp xúc. Thầy hiệu trưởng không hề biết trước những thay đổi của mình trong tương lai. Hiện tại ông vẫn đang say mê thể hiện tình yêu với cháu trai của mình. Dòng chữ thời gian trôi đi, tình yêu còn mãi ông khắc trên chiếc đồng hồ chính là để bày tỏ tình yêu vĩnh cửu của ông đối với cháu trai. Chả mấy chốc thầy hiệu trưởng đã uống đến say mềm. Hết cách, Hae-jun đành đưa ông về nhà. Sau khi sắp xếp chỗ ngủ cho ông nội, Hae-jun cũng cáo lui. Trên đường trở về, đi ngang qua phòng trà bong bong, Hae-jun dừng lại một lúc. Chẳng hiểu ai xúi giục Hae-jun cứ thế bước vào trong. Đợi đến khi phản ứng lại định quay người rời đi thì bị bà chủ Trung A gọi lại. Trung A muốn mời Hae-jun một ly trà. Kể từ lần gặp mặt ở rạp chiếu phim, Trung A không thể quên cái cách mà Hae-jun nhìn mình ngày hôm đó. Trung A muốn biết vì sao Hae-jun lại dùng ánh mắt đó để nhìn cô rồi sau đó lại phớt lờ cô. Hae-jun lặng im không trả lời. Trung A lại tâm sự chuyện cô sẽ rời khỏi ngôi làng này. Trung A không muốn nói chuyện này với ai hết, kể cả bạn trai của cô. Nhưng chẳng hiểu sao khi đối mặt với Hae-jun, cô lại vô thức nói ra chuyện này. Cứ như thể định mệnh muốn để Hae-jun biết chuyện này. Hae-jun vô cùng muốn biết tại sao Trung A lại rời khỏi làng. Thế nhưng Trung A chỉ nói một câu đầy ẩn ý. Nếu muốn biết thì anh nên cố gắng tìm hiểu cô sớm hơn. Bây giờ đã quá trễ rồi. Hae-jun chán nản rời khỏi phòng trà đến tìm John-woo. Hae-jun muốn hỏi xem dạo này John-woo và bạn gái có xảy ra chuyện gì không. John-woo nói rằng mối quan hệ của họ vẫn bình thường. Hae-jun nhất thời có chút bối rối nhưng cũng chỉ đành tạm gác vấn đề này sang một bên. Sau đó Hae-jun tới phòng bệnh thăm Sun-ae, nhân tiện báo cho cô biết tin bản thân đã được xóa sạch nghi ngờ. Cả ba đang trò chuyện rôm rả thì ánh mắt Hae-jun chợt va vào đống quà mừng bên cạnh. Kẹp giữa giỏ quà là một bao diêm với tờ giấy ghi chú tôi rất vui vì cô đã tỉnh, hẹn gặp lại. Có lẽ hung thủ đã tới bệnh viện để tiêu hủy những bằng chứng do mình để lại. Nói cách khác, hắn muốn thủ tiêu Sun-ae. Cảnh sát chỉ đành cho người hộ tống Sun-ae về nhà trước. Khi nhìn thấy chỉ có hai cảnh sát đến, Hae-jun nhất thời có chút bất mãn. Hae-jun đoán rằng cảnh sát không muốn làm lớn chuyện, vậy nên mới coi thường sự an toàn của nạn nhân. Baek Jong-sik như bị chặn họng, muốn cãi cũng không biết nên cãi làm sao. Baek Jong-sik càng nghĩ càng cảm thấy không đúng. Anh vội mở thùng đựng vật chứng, phát hiện mảnh giấy trong bao diêm vào cái đêm Sun-ae bị bắt cóc đã không cánh mà bay. Lúc này bên tai Jong-sik chợt truyền tới tiếng phàn nàn của hai anh đồng nghiệp. Nghe nói gần đây cấp trên gây áp lực rất lớn, đội trưởng có nguy cơ bị mất việc. Chính vì vậy đội trưởng mới thúc giục mọi người mau kết thúc vụ án. Đội trưởng muốn kết án Min-su là hung thủ thật sự. Thấy cảnh sát đang cố gắng che đậy vụ án bất chấp an nguy của nạn nhân, Hae-jun cực kỳ tức giận. Hae-jun tới tìm bố mẹ Sun-ae để thương lượng. Hae-jun muốn liên hệ với phóng viên để công khai việc này. Anh muốn sử dụng sức ép dư luận buộc cảnh sát phải mở cuộc điều tra quy mô lớn. Chỉ có như vậy hung thủ mới không dám liều lĩnh hành động. Chỉ có như vậy sự an toàn của Sun-ae mới được đảm bảo. Nhưng nếu muốn công khai sự việc thì Sun-ae phải ra mặt tường thuật lại chi tiết những gì xảy ra ngày hôm đó. Mặc dù khuôn mặt sẽ được làm mờ và giọng nói sẽ được thay đổi, nhưng hai ông bà vẫn lo lắng hung thủ sẽ nhận ra con gái mình rồi trả thù một cách ác liệt hơn. Khi bố mẹ còn đang do dự thì Sun-ae từ trong phòng bước ra. Sun-ae đồng ý trả lời phỏng vấn. Cô không muốn tiếp tục trốn tránh trong sợ hãi nữa. Thế là ngày hôm sau Sun-ae tiếp nhận phỏng vấn của đài truyền hình. Baek Jong-sik còn chuyển tờ giấy đe dọa của kẻ sát nhân đến để tăng thêm độ tin cậy trong lời nói của Sun-ae. Hae-jun cũng đã biết chuyện mảnh giấy ghi chú trong bao diêm đã biến mất. Cả hai nghi ngờ cảnh sát đang muốn che giấu vụ án. Hae-jun càng quyết tâm đẩy mạnh công khai vụ việc. Không lâu sau, rất đông phóng viên đổ bộ về ngôi làng nhỏ để đưa tin về vụ thảm sát giết người hàng loạt. Trước áp lực của dân chúng và cáo buộc của dư luận, phía cảnh sát đành phải phái người tới nhà nạn nhân bảo vệ 24/7. Bất lực chỉ đành. Mọi việc càng ngày càng trở nên rắc rối. Vì muốn khép lại vụ án càng sớm càng tốt, cảnh sát nhất định sẽ đưa Min-su ra gánh tội. Hae-jun và Baek Jong-sik đã lường trước được điều này nên đã chuẩn bị bằng chứng chứng minh cho Min-su. Baek Jong-sik vội vàng điều tra tất cả những chiếc taxi đã chạy vào đêm xảy ra vụ án. Hae-jun thành công lấy được hồ sơ bệnh án cũng là bằng chứng ngoại phạm giúp ích cho Min-su. Hae-jun đích thân trao tận tay bằng chứng cho phóng viên. Anh muốn phóng viên đưa tin tức quan trọng này lên trang nhất. Không bao lâu sau, Min-su đã được giải oan. Vừa mới được thả tự do chưa được bao lâu, Min-su lập tức tới tìm Mờ Y-suk. Anh muốn dẫn cô em gái ngoan về nhà từ từ tính sổ. Jun-jung tình cờ nhìn thấy cảnh này liền tiến đến giả vờ bắt chuyện như có hẹn trước với Min-suk. Min-su sao có thể không nhìn ra Jun-jung đang muốn giúp em gái mình. Nhưng dù sao hắn cũng mới được thả, tâm trạng vẫn còn rất tốt. Min-su quyết định tha cho Min-suk một phen. Min-suk rất cảm ơn Jun-jung khi đã giúp mình. Nhưng dù sao đi chăng nữa thì Min-su cũng đã được thả. Tất cả những gì đang chờ đợi Min-suk ở phía trước chỉ toàn mưa rông bão táp. Min-suk không nhịn được mà khóc nấc lên. Cùng lúc đó Hae-jun đi ngang qua phòng trà bong bong, vừa hay nhìn thấy bà chủ Trung A đang dọn đồ. Trung A lấy lại chiếc hộp sắt chuẩn bị vứt đi. Bên trong là một đống quần áo trẻ con. Nhìn vẻ mặt có chút không nỡ của Trung A, Hae-jun có chút khó hiểu. Có vẻ Trung A rất yêu đứa con chưa chào đời của mình. Vậy cớ sao lúc đó bà lại lạnh lùng bỏ anh mà đi? Trung A thu dọn đồ đạc xong đi ra thì nhìn thấy Hae-jun đang ngẩn ngơ trước cửa. Bởi vì trời đã muộn, Trung A liền nhờ Hae-jun đưa mình đến trạm xe. Cả hai đi bộ một mạch đến trạm xe. Hae-jun thắc mắc tại sao Trung A cứ cầm mãi chiếc hộp đựng đồ của trẻ em. Trung A nhìn cái hộp mỉm cười. Đây đều là những thứ cô chuẩn bị cho đứa con chưa chào đời của mình. Chỉ cần nghĩ đến cảnh con mặc quần áo do mình chuẩn bị thôi, Trung A đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Hae-jun nghe xong càng thêm bối rối.
Rõ ràng Trung A rất mong đợi sự ra đời của đứa trẻ, vậy tại sao lại vội vàng đóng cửa phòng trà rồi rời khỏi làng như vậy? Trung A thì thầm, bởi vì bản thân cô cũng không biết nên làm gì mới phải. Nói xong, Trung A liền chào tạm biệt Hae Jun rồi bước lên xe buýt. Hae Jun chán nản đến nhà hiệu trưởng mượn xe dẫn Jun Jung đến bãi biển thư giãn. Biển xanh mây trắng nắng vàng quả thực khiến tâm trạng người ta tốt hơn rất nhiều. Hae Jun còn dẫn Jun Jung đi ăn bánh gạo rồi cùng đi dạo bên bờ biển. Nhân cơ hội này, Hae Jun tỏ tình với Jun Jung. Kể từ nay về sau, anh sẽ cùng cô làm tất cả những gì cô thích. Nhận thấy sự bất thường của Hae Jun, Jun Jung liền truy hỏi nguyên do. Hae Jun không nói nhiều, chỉ nói rằng anh vẫn rất ổn. Jun Jung không cần lo lắng, chỉ cần đợi anh quay trở lại. Tối đó, TV bắt đầu đưa tin về vụ thảm sát tại làng Gujong. Tới cuối chương trình, Hae Jun bất ngờ xuất hiện với tư cách là nhân chứng của vụ án. Hae Jun nói rằng đêm hôm đó anh đã nhìn thấy bộ mặt thật của tên sát nhân. Hung thủ đội mũ đen, mặc áo khoác đen, trên lưng có vết chảy xước. Jun Jung xem xong bản tin thì cực kỳ kinh ngạc. Tại sao mặt của Hae Jun lại không được làm mờ? Lẽ nào Hae Jun cố ý để hung thủ nhìn thấy mặt mình sao? Jun Jung lo lắng lập tức chạy đi tìm Hae Jun. Lúc này Hae Jun đang một mình đi bộ trên đường lặng lẽ chờ hung thủ xuất hiện. Baek Jong-sik cũng nấp ở cách đó không xa sẵn sàng mai phục. Cả hai chỉ chờ thời tới là tóm gọn tên sát nhân kia. Quả nhiên không lâu sau, trên con phố vắng lặng bỗng truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Khi cả hai chuẩn bị lao ra lại phát hiện người đến lại là Trung A. Hóa ra Trung A xem được tin tức trên TV nên đã vội vã quay trở về. Trung A biết những gì Hae Jun nói đều là nói dối. Trung A không muốn Hae Jun gặp nguy hiểm nên mới quay trở lại thuyết phục anh mau rời đi. Hae Jun tự hỏi tại sao Trung A lại chắc chắn anh không nhìn thấy mặt của hung thủ. Bởi vì nếu anh nhìn thấy mặt hắn, anh sẽ không thể không biết hắn là ai. Hae Jun không hiểu Trung A nói như vậy là có ý gì. Lẽ nào Trung A biết hung thủ thật sự là ai? Dứt lời, Trung A lấy ra chiếc mũ trẻ con do chính tay cô tự móc. Hae Jun lập tức nhận ra sợi dây đan mũ giống hệt sợi dây hung thủ dùng để trói nạn nhân. Trung A bật khóc thành tiếng. Trung A quyết định rời khỏi ngôi làng này chính là vì sợ hãi. Cô không thể ở bên loại người như vậy được. Thậm chí khi nghĩ tới đứa con trong bụng mình mang dòng máu của hắn, Trung A cũng cảm thấy kinh tởm. Cũng vì vậy mà Chu Nga không còn mong đợi sự ra đời của đứa trẻ. Hae Jun vội vàng chạy vào gara, phát hiện chiếc xe đã không cánh mà bay. Lúc này John U ở bên ngoài chuẩn bị bước vào nhà thì bị tiếng động của Baek Jong-sik nấp một bên làm giật mình. John U không nói gì, lập tức quay người bỏ chạy. Baek Jong-sik thấy vậy vội vàng đuổi theo. Hae Jun nghe thấy tiếng động vội vàng chạy đường tắt đến chặn trước cửa đường hầm. Đương nhiên anh cũng bị chiếc xe tông ngã sóng xoài. John U mở cửa bước xuống xe, ánh mắt hằn học nhìn chằm chằm Hae Jun. Sau khi nhìn thấy hình ảnh Hae Jun khiêu khích tên hung thủ trên bản tin, Jun Jung biết anh đang gặp nguy hiểm. Jun Jung vội vàng chạy về nhà, lại không thấy bóng dáng Hae Jun đâu cả. Đang lo lắng thì Mi Suk bất ngờ tới trước cửa nhà. Jun Jung gấp gáp hỏi Mi Suk hung thủ là ai. Kế hoạch vu oan cho anh trai đã thất bại, Mi Suk cũng chẳng còn lý do gì để che giấu. Mi Suk trực tiếp nói với Jun Jung rằng hung thủ chính là John U, con trai thầy hiệu trưởng. Jun Jung kinh ngạc không dám tin vào những gì mình mới nghe được. Jun Jung ngay lập tức chạy đi tìm Hae Jun. Giữa đường còn không quên kéo thêm anh cảnh sát Baek Jong-sik. Cùng lúc đó tại đường hầm, Hae Jun liều mình đứng chắn trước chiếc xe ô tô. Kết quả Hae Jun bị tông ngã lăn quay dưới đất. John U mang theo ánh mắt độc ác bước đến. Hắn không ngừng đấm đá liên tục vào người Hae Jun cho đến khi anh không còn sức đứng dậy. John U nhặt viên gạch bên cạnh lên chuẩn bị giáng cho Hae Jun một đòn chí mạng. Trước tình thế ngàn cân treo sợi bún, Jun Jung và Baek Jong-sik kịp thời xuất hiện. John U bị bắt ngay tại trận. Sau khi biết tin con trai mình chính là hung thủ, thầy hiệu trưởng sốc đến nỗi đứng không vững. Biết tin Hae Jun vẫn bất tỉnh trong bệnh viện, thầy hiệu trưởng lo lắng vội vàng chạy đến xem tình hình sức khỏe của cháu trai. Nhìn cháu trai xanh xao nằm trên giường bệnh, thầy hiệu trưởng đau lòng khôn xiết. Jun Jung nhìn thấy cảnh này cũng không kìm được nước mắt. Cô đau lòng thay cho Hae Jun biết bố mình lọ mọ quay về tận đây để tìm hung thủ, mà hung thủ thật sự lại chính là bố ruột của mình. Nỗi đau của Hae Jun ai có thể thấu. Khi các nạn nhân đang phải gánh chịu nỗi đau khôn xiết thì hung thủ ở trong tù lại vô cùng ngạo mạn. John U không ngừng đòi đi bệnh viện vì vết thương quá đau. Đã vậy, John U còn chế giễu Jong-sik không có chứng cứ chứng minh hắn là hung thủ. Jong-sik nhìn tên điên trước mắt mà chỉ muốn nhảy lên nhai đầu hắn. Trong bệnh viện, Hae Jun cuối cùng cũng tỉnh lại. Nghe tin hung thủ thực sự đã bị bắt, anh liền thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng anh lại không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt của Jun Jung, bởi chính bố anh là người khiến cô mất đi gia đình. Chính vì vậy, Hae Jun cảm thấy cực kỳ tội lỗi. Jun Jung hai mắt đỏ hoe. Kẻ gây ra tất cả chuyện này là John U chứ không phải Hae Jun. Jun Jung không muốn Hae Jun phải sống trong đau khổ với những suy nghĩ dằn vặt như vậy. Đúng lúc này, Baek Jong-sik đến phòng bệnh thăm Hae Jun. Tiện thể anh cũng nói luôn về vụ án. Jong-sik thở dài nói cảnh sát đã khám xét toàn bộ nơi ở của John U nhưng không tìm thấy bất kỳ bằng chứng nào. Một kẻ thông minh như vậy nhất định đã sớm xử lý sạch sẽ mọi thứ rồi. Nếu có thể lấy được nét chữ của John U rồi so sánh với nét chữ trong mảnh giấy tại hiện trường thì vụ án sẽ được giải quyết. Hae Jun vắt óc cố lục lại ký ức. Hồi nhỏ có một lần bố anh gửi thư từ Mỹ về. Vừa nhìn thấy nét chữ trên bức thư, mặt ông nội liền biến sắc. Ông giận dữ cướp lá thư từ tay cháu trai. Hae Jun chợt nhận ra có lẽ ông nội đã sớm biết con trai mình chính là hung thủ. Hae Jun lập tức thay đồ đến tìm ông nội. Cùng lúc đó, bà chủ phòng trà Trung A ôm một chiếc hộp đến gặp thầy hiệu trưởng. Trung A lấy ra một xấp thư nói rằng đây đều là thư do John U khi còn ở Mỹ đã viết cho cô. Nét chữ trong bức thư và nét chữ của tên sát nhân để lại tại hiện trường.
giống hệt nhau. John Woo đã từng nói anh muốn viết một nét chữ đặc biệt chỉ dành cho người mình yêu. Vậy nên John Woo đã dùng tay còn lại để viết. Ban đầu Trung A nghĩ điều đó thật lãng mạn, cho đến khi cô nhìn thấy mảnh giấy của hung thủ để lại trong hộp diêm. Trung A rất muốn nói ra sự thật nhưng lại nghĩ đến đứa con trong bụng. Tất cả những gì cô có thể làm là bỏ chạy. Bây giờ Trung A muốn đem toàn bộ số bằng chứng này giao cho thầy hiệu trưởng. Muốn làm gì là lựa chọn của ông. Chuyển cảnh thầy hiệu trưởng đang đứng trước đống lửa đốt từng bức thư. Hae-jun tới nơi vừa hay nhìn thấy cảnh này vội vàng chạy lên giật lại. Hae-jun không dám tin rằng ông nội lại đang cố che đậy sự thật. Thật ra thầy hiệu trưởng cũng có nỗi khổ riêng. Ông không muốn cháu trai mình bị mang tiếng là con trai của kẻ sát nhân bị người đời hắt hủi. Ông hy vọng cháu trai mình có thể hạnh phúc sống một cuộc đời bình thường. Hae-jun hai mắt đỏ hoe lớn tiếng trách mắng ông nội. Hae-jun không muốn thầy hiệu trưởng lấy tương lai của mình ra làm cái cớ. Trong tương lai vì muốn che đậy tội ác của con trai mà thầy chưa từng sống yên ổn dù chỉ một ngày. Thậm chí vì ám ảnh tâm lý mà ông còn lạnh lùng xa cách cháu trai. Mãi cho tới khi ông rời khỏi dương thế, Hae-jun cũng chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của ông nội. Cho dù John Woo không bị bắt thì Hae-jun vẫn phải trải qua tuổi thơ đầy đau thương bất hạnh. Thầy hiệu trưởng đau khổ quỳ sụp xuống khóc lớn. Hae-jun lạnh lùng quay lưng rời đi. Anh đem toàn bộ bằng chứng giao nộp cho cảnh sát. Mọi chuyện cuối cùng cũng được sáng tỏ. John Woo bị bắt sống phần đời còn lại phải chăn kiến đếm lịch sau song sắt tù giam. Hae-jun vốn định tối nay sẽ quay trở về. Anh muốn xem tương lai rốt cuộc có thay đổi hay không. Nhưng nhìn thấy sự do dự trong mắt Jun-jung, anh quyết định cho cô thêm một ngày để nói lời từ biệt với bố mẹ. Tối mai hai người sẽ quay về. Nghe xong Jun-jung vô cùng vui vẻ. Ngày hôm sau Jun-jung tới tìm Hee-seop, người trong tương lai sẽ là bố của cô. Jun-jung dùng hết tiền tiết kiệm có trên người mua cho Hee-seop cây đàn mà anh đã ao ước từ lâu. Hee-seop trách mắng Jun-jung vì sao lại chi nhiều tiền để mua tặng mình một cây đàn như vậy. Cứ như vậy Hee-seop cằn nhằn làm nhảm suốt nửa ngày. Jun-jung chán không thèm nghe ngoảnh mặt đi luôn. Mồm thì chê nhưng Hee-seop mê cây đàn đó chết đi được. Kể từ khi mua anh cứ ôm mãi không rời. Jun-jung muốn dùng cây đàn để hối lộ Hee-seop. Jun-jung dặn dò Hee-seop về sau nhất định phải đối xử với Sun-e thật tốt. Cho dù có gặp phải khó khăn thử thách gì hai người cũng không được phép rời xa nhau. Đã đến lúc Jun-jung phải rời đi. Rất lâu nữa ba người mới có thể gặp lại nhau. Jun-jung vừa nói vừa rưng rưng như muốn khóc. Hee-seop chợt cảm nhận được nỗi buồn không thể giải thích bằng lời. Jun-jung cứ như vậy nói lời từ biệt với bố. Cô hy vọng Hee-seop có thể sống hạnh phúc tự do theo đuổi ước mơ của mình. Hae-jun cũng đến gặp bố lần cuối. Bây giờ Hae-jun cũng không còn tò mò muốn biết lý do vì sao hung thủ sát hại mình, bởi vì tương lai đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Nghe Hae-jun nhắc tới tương lai, John Woo chợt nhớ một chuyện. Một ngày sửa xe như bao ngày bình thường, John Woo vô tình phát hiện căn phòng khuất sau cánh cửa. John Woo đã đập vỡ cửa kính lẻn vào căn phòng bí mật của Hae-jun. Tại đây John Woo đã nhìn thấy rất nhiều báo cáo về vụ án đến từ tương lai. Trong căn phòng bí mật còn có cả quyển hướng dẫn sử dụng của cỗ máy thời gian. Lúc đó John Woo đã đoán được chuyện Hae-jun là người đến từ tương lai. Bởi vì tương lai John Woo sẽ tiễn Hae-jun đi chầu Diêm Vương nên Hae-jun mới quay lại báo thù. Hae-jun từ chối trả lời câu hỏi này. Hae-jun chỉ thắc mắc vì sao một người thông minh như John Woo lại vô ý để sót những bức thư viết tay, một trong những bằng chứng vô cùng quan trọng. Lẽ nào John Woo thật sự rất yêu Trung A sao? John Woo tháo kính nghiêm túc trả lời. Đúng vậy, John Woo quả thực rất yêu Trung A. Hóa ra khi còn nhỏ John Woo cũng sống mà thiếu tình yêu thương của mẹ. Lúc nào John Woo cũng chỉ nhìn thấy bóng lưng mẹ đang đọc sách. Chưa một lần John Woo cảm nhận được hơi ấm tình yêu của mẹ. Mãi cho tới khi John Woo 7 tuổi bà đã bỏ đi. Khi ra đi trên tay bà vẫn cầm theo một cuốn sách. John Woo không ngờ mẹ lại chọn sách thay vì đứa con trai là anh. Bị người đáng lẽ nên yêu thương mình nhất bỏ rơi, John Woo dần ám ảnh tâm lý. Mỗi khi nhớ lại John Woo đều lặng lẽ chịu đựng nỗi đau một thân một mình. John Woo thề rằng sau này nếu có con anh sẽ không để con mình sống một cuộc đời thiếu thốn tình thương như vậy. Hae-jun nghe xong mà tức muốn ói máu. Chính John Woo là người tự tay phá hủy tất cả. Chỉ một chút nữa thôi là ước mơ của John Woo đã thành hiện thực. Thế nhưng Hae-jun cũng rất mừng vì mẹ anh có thể thoát khỏi biển khổ cũng như tránh xa tên đàn ông cặn bã này. Nói xong Hae-jun để lại một bức ảnh trên bàn rồi đứng dậy rời đi. John Woo nhìn bức ảnh chụp chung của mình và Hae-jun thì kinh ngạc không thôi. John Woo không ngờ Hae-jun chính là con trai mình. Vậy mà trong tương lai đích thân John Woo sẽ tiễn con trai mình đi chầu Diêm Vương. Jun-jung đến chào tạm biệt mẹ. Sun-e đau lòng khóc nức nở hỏi khi nào hai người mới có thể gặp lại nhau. Khoảng 34 năm nữa trong chính căn nhà của cậu. Thà cậu cứ bảo cả đời này hai ta sẽ không thể gặp lại nhau nữa đi. Jun-jung bình tĩnh an ủi Sun-e. Jun-jung rất vui vì bản thân có thể đứng tại đây được gặp mẹ trong những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Cô cũng rất vui khi có thể thay đổi mọi thứ. Sau này hai người nhất định sẽ còn gặp lại. Nói xong Jun-jung ôm chặt mẹ trước khi rời đi. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Tới trước đường hầm, Hae-jun chọn mốc thời gian là năm 2021. Thế nhưng sau khi đi qua đường hầm, cả hai bất ngờ phát hiện bọn họ vẫn còn ở đây, cảnh tượng xung quanh không có gì thay đổi. Chẳng có lẽ bọn họ đã bị mắc kẹt ở thời đại này không thể quay về thời hiện đại. Hệ thống du hành thời gian cũng sắp hết pin. Đây cũng là lần đầu tiên Hae-jun gặp phải trường hợp này. Hae-jun giả vờ bình tĩnh để trấn an Jun-jung. Chỉ cần tiếp tục sửa lại cỗ máy thời gian thì bọn họ sẽ có thể quay về. Đương nhiên Jun-jung đâu dễ bị lừa. Cô bắt đầu truy hỏi về nguồn gốc của cỗ máy thời gian. Câu trả lời khiến cô chết lặng.
Hóa ra cỗ máy thần kỳ này là do Hae-jun vô tình nhặt được bên đường. Cả hai trở về nơi ở quen thuộc tìm một quán nhỏ ven đường uống cho bớt sầu. Jun-jung tò mò hỏi Hae-jun về cách anh nhặt được cỗ máy thời gian. Đi trên đường cho dù là tiền cũng không dễ nhặt được chứ đừng nói là cả chiếc xe to đùng như vậy. Hồi ức của Hae-jun chợt quay về. Ngày hôm đó trời mưa như chút nước. GPS định vị trên xe đột nhiên bị lỗi tầm nhìn phía trước cũng hơi mờ ảo. Hae-jun cứ thế lái xe xung quanh mà không biết chính xác mình đang ở đâu. Đi mãi đến một đường hầm thì nhìn thấy cỗ máy thời gian đang bật đèn sáng trưng. Trong xe còn có sách hướng dẫn sử dụng nhắc anh hãy lái xe qua đường hầm cũ phía trước. Hae-jun cẩn thận nhớ lại, điểm kỳ lạ không chỉ có vậy. Vào cái ngày anh đụng trúng Jun-jung, khi đang lái xe thì bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại. Đầu dây bên kia đã nói một câu rất kỳ lạ, anh là người duy nhất có thể giải quyết chuyện này. Hae-jun bị phân tâm nên mới đụng trúng Jun-jung kéo cô cùng về quá khứ. Bây giờ nhớ lại, cuộc điện thoại đó thật sự khiến người ta không thể hiểu được. Trên đường trở về hai người vừa đi vừa nói cười rất vui vẻ. Nếu một mình bị mắc kẹt trong thời đại xa lạ này quả thực hơi đáng sợ. Cũng may những người yêu nhau có thể ở bên nhau chiến đấu vượt qua nỗi sợ. Hai người cũng đã chuẩn bị tâm lý cho điều tồi tệ nhất sẽ xảy ra. Hae-jun bắt đầu sửa chữa lại cỗ máy thời gian. Mặc dù Jun-jung ngoài miệng nói không thể quay trở lại cũng không sao nhưng ánh mắt đã phản bội cô. Thật ra Jun-jung rất quan tâm đến cỗ máy thời gian. Cô luôn đứng ngoài nhìn trộm quá trình Hae-jun sửa chữa. Hae-jun giận dỗi đuổi Jun-jung đi kêu cô không được phép làm phiền mình. Jun-jung buồn chán tới tìm Sun-e tâm sự. Cuốn tiểu thuyết đầu tay của Sun-e đã được xuất bản. Bộ ba nữ sinh từng bắt nạt Sun-e cũng tới mua tiểu thuyết ủng hộ cô. Bây giờ bọn họ đã thay tính đổi nết. Cả ba hứa kể từ nay về sau sẽ không bao giờ bắt nạt Sun-e. Đã vậy các bạn còn mong Sun-e sớm quay trở lại trường học. Sun-e tặng Jun-jung cuốn sách xuất bản đầu tiên. Đã vậy còn ưu ái tặng thêm chữ ký và lời nhắn của tác giả. Jun-jung nhận quà mà cảm động ôm chầm lấy Sun-e. Đây là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời của Jun-jung. Hae-jun đến nhà thầy hiệu trưởng thăm ông nội. Trước cửa nhà người làng treo đầy những lời chửi bới lăng mạ. Thầy hiệu trưởng ngồi bên trong một mình uống rượu giải sầu. Thấy Hae-jun tới thăm mình ông vô cùng kinh ngạc. Ông còn tưởng Hae-jun sẽ ra đi không lời từ biệt vì quá chán ghét gia đình này. Hae-jun cũng định làm như vậy nhưng cỗ máy thời gian lại bị hỏng nên anh bị mắc kẹt tại đây. Trước đây Hae-jun không hề muốn nói lời tạm biệt với ông nội. Hae-jun cho rằng chỉ vì anh nên ông mới gặp phải những chuyện như này. Thầy hiệu trưởng nhẹ nhàng an ủi Hae-jun. Ông không hề ghét Hae-jun thậm chí còn rất biết ơn anh vì đã cho ông thêm một cơ hội chuộc lỗi. Thấy ông nội lạc quan như vậy Hae-jun cũng an tâm hơn phần nào. Biết cỗ máy thời gian còn lâu mới có thể sửa Hae-jun vô cùng buồn chán. Jun-jung lại cho rằng hai người nên tận dụng khoảng thời gian này để tạo ra những kỷ niệm đẹp với các thành viên trong gia đình. Nghe vậy ngày hôm sau Hae-jun liền tới nhà rủ ông nội đi câu cá. Hai ông cháu cùng nhau tận hưởng khoảng thời gian hạnh phúc yên bình. Hae-jun từng có ước mơ được sống một cuộc đời bình thường. Làm việc chán thì nghỉ hưu để có thời gian nhàn nhã đi câu cá. Nhưng sau khi trải qua biết bao biến cố Hae-jun lại mong muốn có thể ở bên gia đình. Ông nội cổ vũ Hae-jun nhất định phải theo đuổi ước mơ. Ông sẽ làm mọi thứ có thể để giúp cháu trai mình biến ước mơ thành hiện thực. Bên này Jun-jung cùng bố mẹ tới công viên đua xe đạp. Sun-e hào hứng chạy đi trước. Hee-seop đang định đuổi theo thì thấy Jun-jung cứ đứng im một chỗ, chẳng động đậy. Hóa ra Jun-jung không biết chạy xe đạp. Hee-seop bật cười thành tiếng rồi gạt chân chống xe xuống. Jun-jung tức giận trừng mắt nhìn anh. Do bố bị tật ở chân nên mới không thể dạy cô chạy xe đạp. Thế là anh bố trẻ Hee-seop lần đầu tận tình dạy cô con gái tương lai cách chạy xe đạp. Trước khi đạp xe Hee-seop thề thốt nhất định sẽ không buông tay. Jun-jung vui vẻ đi được một đoạn, ngoảnh đầu không thấy ai phía sau liền sợ hãi trực tiếp té ngã. Sun-e biết chuyện liền trách mắng Hee-seop dám bắt nạt Jun-jung, phải đánh cho mấy cái cho bõ tức. Hee-seop nhiệt tình đút bánh gạo cho Jun-jung thay cho lời xin lỗi. Nhìn bố mẹ vui vẻ cười đùa trước mặt Jun-jung xúc động rưng rưng nước mắt. Đây là chuyện trước đây Jun-jung chưa từng trải qua. Jun-jung nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của bản thân bên bố mẹ khi còn nhỏ. Sau khi nói lời chào tạm biệt bố mẹ Jun-jung liền quay về nhà. Tới nơi đã thấy Hae-jun đang đứng trước cửa chờ mình. Hae-jun muốn báo cho Jun-jung một tin tốt. Chiếc xe đã được sửa. Ban nãy khi Hae-jun còn đang đau đầu không biết phải làm sao thì một chàng trai trẻ bất ngờ xuất hiện. Anh chính là người đã gọi điện cho Hae-jun vào cái đêm định mệnh đó. Hae-jun lập tức bật chế độ cảnh giác. Ai mà có ngờ đối phương lại ôm chầm lấy anh nói con nhớ bố lắm. Hóa ra cỗ máy thời gian là do con trai Hae-jun để lại. Lần này đến đây cũng là vì muốn sửa nó giúp anh. Xe đã sửa xong cũng đã đến lúc hai người phải quay về. Trước khi rời đi Hae-jun tới gặp mẹ một lần. Cuối cùng Hae-jun cũng đã hiểu vì sao năm đó mới sinh anh ra mẹ đã để anh lại cho ông nội nuôi nấng. Hae-jun cũng đã hiểu được nỗi khổ tâm của bà. Hae-jun hy vọng sau này mẹ có thể sống thật tốt. Bà không cần cảm thấy tự trách bởi vì anh sẽ không còn oán trách mẹ nữa. Chính mẹ đã đưa anh đến thế giới này. Chỉ một điểm này thôi cũng đủ để anh mang ơn suốt đời. Nói xong lời tạm biệt với những người thân yêu hai người cũng bắt đầu chuẩn bị xuất phát. Jun-jung lo lắng cỗ máy thời gian lại bị hỏng giữa chừng. Hae-jun thề thốt đảm bảo lần này thực sự đã sửa ngon lành. Cậu con trai đã nói cho Hae-jun biết chuyện trong vụ thảm sát đó anh không hề đi chầu Diêm Vương. Chính cậu đã xuyên không về quá khứ cứu bố mình. Cậu cũng chính là người cho Hae-jun một cơ hội để sửa chữa quá khứ. May mà Hae-jun đã không làm cậu thất vọng. May mà Hae-jun đã thay đổi mọi thứ. Hae-jun giải thích qua loa lý do với Jun-jung nhưng không nói cho cô biết sự xuất hiện của cậu con trai.
hai người lại tới trước cửa đường hầm bình tĩnh hít thở thật sâu. Hae-jun điều chỉnh thời gian về năm 2021 sau đó đạp ga xuất phát thuận lợi đi qua đường hầm. Cả hai vội vàng nhìn ngó xung quanh. Lúc này điện thoại của hai người liên tục đổ chuông. Cầm điện thoại lên xem cả hai cùng lúc nở một nụ cười mãn nguyện. Bọn họ đã quay về thời đại của mình. Hae-jun nhận được cuộc gọi từ ông nội. Sau đó Jun Jung cũng nhận được điện thoại của mẹ mình. Jun Jung hồi hộp nhấc máy. Nghe thấy giọng nói của mẹ phát đã từ đầu dây bên kia, Jun Jung vui mừng đến nỗi bật khóc. Jun Jung quay về ngôi nhà hiện tại của mình. Gia đình ba người họ không còn sống trong căn nhà nhỏ hẹp kia nữa mà đã chuyển sang căn nhà to hơn. Trong nhà còn chất đầy sách. Mẹ vẫn dùng cây bút mà Jun Jung đã tặng bà khi xưa. Nhìn thấy mẹ từ cõi chết trở về, nhìn thấy chân của bố không còn tật như xưa, Jun Jung ôm mẹ bật khóc nức nở. Sau một tháng xa cách, cuối cùng Jun Jung cũng được gặp lại mẹ. Cùng lúc đó Hae-jun cũng về gặp ông nội. Trong nhà tràn ngập ảnh ông nội đi câu cá. Kể từ sau khi chia tay cháu trai ở quá khứ, ông nội dần có thói quen đi câu cá giải sầu. Ông muốn đi câu cá ở khắp nơi để giết thời gian chờ đợi ngày cháu trai quay về đoàn tụ. Jun Jung trở thành biên tập viên cho mẹ. Đôi khi giữa hai người sẽ có những ý kiến bất đồng nhưng bố sẽ đứng ra hòa giải cho hai mẹ con. Cuộc sống vui vẻ hạnh phúc tràn ngập tiếng cười. Hee Seop cũng đã mở một quán bar riêng. Jun Jung thường xuyên đến quán vừa nghe bố chơi đàn vừa viết tiểu thuyết. Mỗi tối Jun Jung đều chăm chỉ theo dõi chương trình thời sự do Hae-jun dẫn chương trình. Sau đó Jun Jung lại tới trước cổng đài truyền hình đợi anh cùng đi hẹn hò. Không chỉ vậy, cứ cách một khoảng thời gian, một nhà ba người họ sẽ cùng nhau ra ngoài ăn uống mua sắm. Trong một lần tình cờ, Jun Jung đã gặp lại Mi-suk. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc, sau đó Mi-suk quay người rời đi. Hae-jun vẫn chưa nói cho Jun Jung biết chuyện người khi ấy giúp họ sửa xe chính là con trai của họ sau này. Cậu con trai đứng nhìn mẹ mình từ xa không nhịn được mà cảm thán. Dù có chuyện gì xảy ra thì những người thuộc về nhau nhất định sẽ có cơ hội gặp nhau. Dù ở khoảng thời gian và không gian nào, bố mẹ cậu vẫn sẽ gặp nhau rồi nảy sinh tình cảm. Nhân cơ hội này, Hae-jun hỏi con trai xem Jun Jung thích gì nhất. Ai ngờ con trai lại thẳng thắn trả lời mẹ thích bố nhất trên đời. Cơ mà thỉnh thoảng mẹ cũng sẽ thích những lúc bố mua hoa tặng mẹ. Nghe theo lời gợi ý của con trai, ngày hôm sau Hae-jun liền mua hoa tặng Jun Jung. Đôi tình nhân nắm tay nhau đi dạo trên bãi biển. Jun Jung tò mò hỏi Hae-jun về cỗ máy thời gian. Nó chỉ có thể dùng để xuyên không thêm một lần nữa. Vừa hay ngày mai là ngày 16 tháng 5, cũng chính là ngày đầu tiên John U bố Hae-jun phạm tội. Cả hai quyết định thực hiện chuyến đi trở về năm 1987 lần cuối. Họ muốn cố gắng hết sức để cứu những nạn nhân đã thiệt mạng. Cho dù có bị mắc kẹt thì hai người cũng cam tâm tình nguyện. Hae-jun tin rằng con trai nhất định có thể tìm thấy hai người. Cuộc gặp gỡ giữa Hae-jun và Jun Jung không phải ngẫu nhiên mà là sự sắp đặt của định mệnh. Bộ phim đến đây là kết thúc. Nếu thấy hay, hãy cho mình xin một like và một subscribe để mình có động lực làm được những video hay hơn nữa nha. Còn bây giờ thì chào tạm biệt cả nhà yêu. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.